Cô bé này vừa bước vào lớp thì thấy cô giáo đã biến thành ma quỷ. Cô sợ hãi liền bật chiếc ô màu vàng lên, chỉ cần mở chiếc ô này ra là có thể xua đuổi ma quỷ. Nhưng hành động này của cô lại khiến các bạn trong lớp sợ hãi. Hóa ra chỉ có mình cô bé mới nhìn thấy được ác ma. Cô bé này tên là Sunmi, từ nhỏ đã sở hữu đôi mắt âm dương. Ngày hôm đó con ma lại đến bắt nạt Sunmi. Sunmi lấy ra một chiếc ô có bùa và cố gắng chống cự. Con ma nắm lấy đầu chiếc ô. Ngay khi Sunmi đang đối đầu với linh hồn tà ác, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Chiếc ô trong tay anh vừa chạm nhẹ xuống đất, lập tức tạo ra cơn gió mạnh cuốn bay con ma lên trời. Người đàn ông này là Ngưu Ma Vương. Sunmi biết người đàn ông trước mặt cô có thể không phải là con người, nhưng cô không sợ. Cô đã nhìn thấy rất nhiều cô hồn dã quỷ do núi lửa thường xuyên phun trào. Ngưu Ma Vương muốn Sunmi đến một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa để kiếm cho mình một chiếc quạt ba tiêu, đổi lại anh ấy sẽ đưa cho Sunmi chiếc ô trong tay có thể xua đuổi ma quỷ. Sunmi thực sự rất muốn chiếc ô trong tay Ngưu Ma Vương, vì thế cô sẵn sàng đồng ý với anh. Trước khi đi, Ngưu Ma Vương đặc biệt dặn dò Sunmi phải mau chóng ra ngoài ngay khi lấy được quạt, bất kể nhìn thấy hay nghe thấy gì bên trong đều không được bận tâm. Sunmi một mình đi qua khu rừng lầy. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ mà Ngưu Ma Vương nói đến. Trong căn phòng tràn ngập nến và quả thực có một chiếc quạt đang lơ lửng trong căn phòng. Sunmi lấy quạt và chuẩn bị rời đi, đột nhiên một bóng người lóe lên trong bóng tối, rồi một cây gậy bất ngờ đập xuống, gây ra một tia lửa điện. Sunmi sợ hãi lùi lại vài bước, chỉ thấy ở giữa phòng, một anh chàng đẹp trai bất ngờ xuất hiện và anh ấy chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỉ vào Sunmi và hỏi cô ấy làm thế nào mà vào được đây. Lúc này Sunmi cuối cùng cũng nhớ tới lời dặn dò của Ngưu Ma Vương. Vì vậy cô giả vờ không nhìn thấy rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Lúc này Tôn Ngộ Không liền nâng cô lên, giả vờ ăn thịt cô ấy, thấy Sunmi vẫn không có phản ứng gì. Tôn Ngộ Không không còn cách nào khác đành phải để cô rời đi, nhưng ngay khi Sunmi chuẩn bị rời đi, Tôn Ngộ Không cố tình làm rơi ô của cô. Rồi vui lòng nhắc nhở Sunmi rằng ô của cô ấy bị rơi, Sunmi ngây thơ quay lại cầm ô lên. Cô đã để lộ việc mình có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Ngộ Không tò mò hỏi Sunmi đang làm gì ở đây. Sunmi vì sợ hãi vì thế đã thành thật thú nhận mọi chuyện. Về thỏa thuận giữa Ngưu Ma Vương và mình, khi Ngộ Không nghe thấy vậy, anh cố tình hù dọa Sunmi. Anh nói rằng có vô số cô hồn dã quỷ canh giữ cửa ngoài của ngôi nhà này. Chắc chắn cô không thể tự mình thoát ra được. Anh còn có lòng tốt đề nghị Sunmi đi ra với anh ấy. Nói rồi Ngộ Không tự nhiên kêu Sunmi thổi tắt hết nến trước khi rời đi. Sau đó Sunmi ngoan ngoãn nhặt chiếc gậy sắt lên. Đúng lúc đó cô nhận ra ánh mắt Ngộ Không đang vô cùng lo lắng. Hóa ra năm ngọn nến này tượng trưng cho ngọn núi Ngũ Hành Sơn đã nhốt Ngộ Không. Chỉ cần thổi tắt ngọn nến, Ngộ Không mới có thể ra ngoài. Anh đưa ra điều kiện Ngộ Không hứa sẽ bảo vệ Sunmi ở kiếp này. Chỉ cần Sunmi hét tên anh khi gặp nguy hiểm, Ngộ Không sẽ xuất hiện. Họ đã ký hợp đồng, Sunmi cũng lần lượt dập tắt 5 ngọn nến theo thỏa thuận. Ấn ký hình dây xích trên tay và chân của Ngộ Không cũng được mở khóa khi những ngọn nến tắt. Cuối cùng anh ấy đã lấy lại được tự do. Ngộ Không chỉ vẫy tay một cái, ngôi nhà liền biến mất. Sau khi ra ngoài, Ngộ Không hưng phấn đến mức muốn đi uống rượu ngay. Cuối cùng anh bị Sunmi cản lại. Vì thỏa thuận Ngộ Không cần bảo vệ Sunmi mọi lúc, mặc dù miễn cưỡng nhưng Ngộ Không không thể vi phạm luật trời về thỏa thuận đã ký kết với loài người. Vậy là anh đã nghĩ ra một tuyệt chiêu. Chỉ thấy Ngộ Không búng nhẹ ngón tay, một quả cầu ánh sáng bay ra khỏi đầu Sunmi. Đây chính là đoạn ký ức của cô về cái tên Ngộ Không. Bây giờ Ngộ Không đã lấy nó đi, chỉ cần Sunmi không gọi tên Ngộ Không, vậy thì anh ấy không cần phải bảo vệ Sunmi. Vừa nói xong, Ngộ Không liền giật lấy chiếc quạt trong tay Sunmi, với một cú xoay người anh liền biến thành một cơn bão đen, cười rồi bay đi. Trong chớp mắt 25 năm đã trôi qua, lúc này Sunmi đã trở thành đại diện của một công ty bất động sản. Cô ấy sử dụng đôi mắt âm dương của mình chuyên thu mua nhà ma với giá rẻ, và mỗi lần cô ấy bước vào, cô ấy đều mở ô ra trước. Sau đó hỏi trợ lý ở bên cạnh có bao nhiêu người trong nhà, lần này trợ lý trả lời là 5 người, nhưng điều kỳ lạ là Sunmi nhìn thấy đôi chân thứ 6. Cô ấy yêu cầu mọi người nhanh chóng ra ngoài, mọi người vội vàng rời đi, chỉ thấy là một bàn tay ma tỏa ra khói đen. Từ từ thò ra khỏi tủ, sau đó một ma nữ với mái tóc rối bù từ bên trong bò ra, Sunmi sợ hãi đến mức nhanh chóng mở chiếc ô của mình để xua đuổi tà ma. Không ngờ ma nữ lại hất ô ra, may mắn thay cô đã chuẩn bị từ trước, chỉ thấy Sunmi liên tục lấy đậu đỏ từ trong túi ra và ném vào ma nữ. Ma nữ bị đánh đến mức kêu gào, sau khi thu phục ma nữ, Sunmi còn có lòng giúp cô ấy buộc tóc. Ma nữ bắt đầu kể khổ với cô ấy, nói rằng cô ấy muốn trở thành một diễn viên, vì vậy cô đã giảm cân điên rồ gần 30 cân rồi cuối cùng dẫn đến cái chết. Khi nghe vậy, Sunmi lập tức lấy thức ăn từ trong túi ra và đút cho ma nữ. Lúc này trợ lý nghe được bên trong có tiếng nói chuyện liền lén lút mở cửa. Nhưng chỉ thấy Sunmi đang nói chuyện một mình với không khí, cô ấy còn đưa kẹo. Anh ta nghĩ cô gái này chắc bị bệnh tâm thần rồi. Trong lúc trò chuyện, Sunmi đã hỏi ma nữ cô có quen biết một con yêu quái tên là Tôn Ngộ Không không. Ma nữ nói không quen biết. Ma nữ vừa rời đi thì có một cô gái tham gia cuộc thi ca hát. Cô ấy rõ ràng đã hát không rõ từ nhưng vị giám khảo ở giữa vẫn cho cô ấy thông qua. Và người này chính là Ngưu Ma Vương. Mọi người đều không hiểu nổi. Sau cuộc thi, cô gái một mình tìm đến Ngưu Ma Vương để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng Ngưu Ma Vương đã nói, vậy thì đã đến lúc phải rời khỏi cơ thể của đứa trẻ này rồi phải không? Lời vừa nói xong, cô gái liền ngất đi.
Rồi ma nữ vì giảm cân mà chết thế chỗ cô ấy. Bây giờ cô đã hoàn thành tâm nguyện của mình, cuối cùng cô cũng có thể yên tâm ra đi. Còn Nghiêu Ma Vương làm chuyện tốt cũng có tâm trạng rất vui vẻ. Hóa ra những năm qua để trở thành tiên, anh luôn làm việc thiện và tích đức. Ngay cả tính khí nóng nảy của anh cũng trở nên tử tế hơn nhiều. Lúc này trợ lý đưa cho Nghiêu Ma Vương một sấp vé, đó là tất cả các loại vé của xe vi phạm tốc độ. Nghiêu Ma Vương rất tức giận, lúc này chiếc xe đó đang do Tôn Ngộ Không điều khiển. Kể từ khi anh được thả ra, anh vẫn luôn ở tại nhà của Nghiêu Ma Vương. Để tích công đức, thỉnh thoảng anh giả làm linh mục và đến nhà của con người để trừ tà. Hôm đó anh ấy vừa đến ngôi nhà này, liền nhìn thấy một chiếc đèn bàn bay ra ngoài cửa sổ. Anh định tiếp tục câu chuyện thì đồ lại bị ném ra ngoài. Khi Ngộ Không nhìn thấy vậy, anh đánh một quả bóng chày lên, sau đó có một tiếng hét, quả bóng chày trực tiếp bay ra ngoài, đâm một lỗ sâu trên thân cây. Có vẻ như con ma này cần phải được dạy dỗ một chút. Ngộ Không bước vào nhà, sau đó anh nhìn thấy cậu bé bị trói vào giường, cậu bé cảm thấy đau đớn và nhờ Ngộ Không giúp cởi trói cho mình. Ngộ Không không hề bị lừa bởi thủ đoạn này, chỉ thấy anh ấn cây gậy vào ngực cậu bé, giây tiếp theo khuôn mặt cậu bé trở nên dữ tợn. Rõ ràng Ngộ Không muốn đối phó với ác ma này, phải tìm ra bản thể của nó. Chỉ thấy Ngộ Không tùy tiện vung một cây gậy đập vỡ đồ trang trí trong phòng. Anh biết rằng linh hồn của con ma chắc chắn đang ở trong căn phòng này. Tiếp theo Ngộ Không chuẩn bị đập nát con rối phía trên bằng cây gậy trong tay, con ma cuối cùng cũng sợ hãi. Thì ra đây là linh hồn của nó. Nó còn xin Ngộ Không tha cho mình, sẵn sàng dùng thông tin về đường tam tạng để trao đổi. Con ma nói với Ngộ Không, chỉ cần ăn thịt của Đường Tăng sẽ trở thành người vô địch thiên hạ, và nó đã phát hiện ra tung tích của Đường Tam Tạng và còn để lại một dấu răng trên người cô ấy. Tại thời điểm này, con rối phía sau Ngộ Không nhân cơ hội từ từ xoay người, cầm một cái chìa khóa ở bên cạnh, sau đó hắn đâm mạnh vào Ngộ Không, chỉ thấy Ngộ Không quay lại, dùng gậy đập con rối, cùng lúc đó ác ma cũng phát ra một tiếng gầm đau đớn, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Cậu bé cuối cùng đã trở lại bình thường, sau đó Ngộ Không đến quán kem ven đường, chỉ thấy chủ sạp đổ nước vào cốc rồi nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Nước liền biến thành băng, anh ấy là Đông Tướng Quân ở thế giới loài người. Ngộ Không hỏi anh có biết ai tên Tam Tạng không? Đông Tướng Quân nói với Ngộ Không, truyền thuyết nói rằng máu của Tam Tạng có hương thơm của hoa sen. Chỉ cần ăn thịt Tam Tạng sẽ vô địch thiên hạ, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, đã lâu rồi Tam Tạng không xuất hiện. Ngộ Không không quan tâm, hôm sau anh đem danh sách việc thiện của mình đi tìm sư phụ Bo Di để nhận phần thưởng, tiêu diệt một linh hồn tà ác lớn như vậy. Ngộ Không ban đầu nghĩ rằng mình có thể trở lại tiên giới, không ngờ Bo Di lại nói với Ngộ Không. Anh chỉ tiêu diệt được một con rối chú rể, nhưng trên đời này vẫn còn một con rối cô dâu, Ngộ Không sẵn sàng đồng ý tiêu diệt con rối cô dâu. Không ngờ Bo Di lại ngạc nhiên và nói với Ngộ Không, mặc dù anh đã lập được nhiều công đức, nhưng bị nhân gian đánh giá là không tốt. Cho nên nếu muốn trở về tiên giới thì chỉ có thể đợi cơ hội tiếp theo. Ngộ Không nổi giận, đừng có làm khó nhau như vậy. Anh tức giận đến mức dùng tay đập bàn, đã làm việc thiện rồi mà muốn thành tiên lại khó như vậy sao? Vậy thì cứ ăn thịt Tam Tạng trở thành vô địch thiên hạ không phải sẽ tốt hơn sao? Ai ngờ ngay khi những lời này thốt ra, Bo Di liền choáng váng. Ngộ Không nhìn phản ứng của ông cuối cùng cũng tin. Hóa ra Tam Tạng thực sự tồn tại. Bo Di cảnh báo Ngộ Không nếu anh ăn thịt Tam Tạng, vậy thì anh sẽ không bao giờ có thể vào được tiên giới. Nhưng Ngộ Không hiện tại căn bản không quan tâm tới chuyện này. Anh ấy chỉ muốn có được sức mạnh, nhìn Ngộ Không rời đi. Bo Di biết một khi anh ấy tìm thấy Tam Tạng, thế giới sẽ gặp tai họa. Vì vậy ông đã tìm đến Nghiêu Ma Vương, yêu cầu anh ấy ngăn chặn Ngộ Không và bảo vệ Tam Tạng. Ông nói Tam Tạng chính là cô gái đã thả Tôn Ngộ Không ra lúc đầu. Đồng thời trong một cửa hàng có một con rối mặc trang phục cô dâu đang nhìn vào một người phụ nữ. Khi Ngộ Không lần theo dấu vết này, anh thông qua ấm trà trong tiệm tạp hóa đã biết được mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, không hề biết rằng cô dâu ác ma đã để mắt đến Ngộ Không vì Ngộ Không mà chú rể của cô chết. Cô dâu ma biết mình không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không, chỉ có ăn thịt Đường Tam Tạng để tăng sức mạnh mới có thể báo thù, và Ngộ Không cũng đang tìm kiếm tung tích của Tam Tạng. Nhưng anh không thể ngờ rằng Tam Tạng chính là cô bé đã thả anh ra 25 năm trước, cô bị trừng phạt vì đã thả Ngộ Không ra. Từ đó cô được ban cho số phận của Tam Tạng, mỗi ngày đều có nhiều linh hồn tà ác muốn đến gần cô, quả nhiên cô gái sau khi lớn ngồi trong xe. Nhưng chợt cô phát hiện ra chiếc xe phía trước mình đang chở một con ma tàn ác, tài xế trên xe lúc này đã ngủ gật vì lái xe mệt mỏi, xem ra gặp tai nạn ô tô là điều khó tránh khỏi. Sun Mi nhanh chóng ra lệnh cho trợ lý Hanju của mình, kêu anh lái xe đến gần chiếc xe đó, sau đó Sun Mi hạ cửa xe, lớn tiếng mắng chửi tài xế, thậm chí còn bấm còi điên cuồng trên đường, đồ khốn này. Trên đời sao lại có người xấu xí như anh chứ, anh xấu như vậy và còn lái xe ngu nữa. Những lời này lập tức khiến tài xế tỉnh táo lại, linh hồn tà ác thấy vậy chỉ có thể bỏ đi, người tài xế chỉ muốn mắng Sun Mi một trận. Thì thấy cô ấy quay vào xe, Hanju ở một bên sợ bị đánh, liền nhấn ga bỏ tài xế lại phía sau. Và trong khi Sun Mi đang đợi đèn giao thông, cô chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo lông thú, người này chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này Ngộ Không cũng phát hiện ra Sun Mi, anh quay đầu lại và vẫy tay với cô giống như 25 năm trước. Sun Mi nhìn thấy vậy liền nhanh chóng xuống xe và đuổi theo anh. Cuối cùng tìm thấy Ngộ Không trên một cây cầu, Ngộ Không nồng nhiệt chào đón Sun Mi, "Tiểu quỷ, ngươi đã già đi nhiều rồi." Sun Mi hỏi Ngộ Không tại sao lúc đó anh lại lừa cô, vì thế trong lời nói của cô đều đang trách Ngộ Không, thậm chí còn nói với Ngộ Không rằng cô đã nhớ ra tên của anh.
Tất nhiên là Ngộ Không không tin điều đó, nhưng nghe Sunmi nói thì có vẻ như thật. Anh ấy vẫn lo lắng Sunmi thực sự nhớ ra tên của anh. Nhưng Sunmi đã vượt qua anh ấy và trực tiếp rời đi. Ngộ Không nhanh chóng đuổi theo Sunmi, bắt cô ấy phải nói xem tên anh là gì. Sunmi nói rằng ngay cả khi cô biết cũng sẽ không gọi tên anh ấy, bởi vì ngay cả khi không có sự bảo vệ của Ngộ Không, cô ấy cũng đã lớn lên rất yên ổn. Sunmi nói rằng cô không còn cần người đàn ông này nữa. Ai ngờ cô sẽ gặp rắc rối ngay khi rời khỏi Ngộ Không. Một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt Sunmi. Người xuống xe chính là tài xế lúc trước. Anh ấy phải yêu cầu Sunmi giải thích. Thấy tài xế sắp đấm Sunmi, anh ta đột ngột dừng lại, rồi anh ta vỗ tay trước mặt Sunmi. Anh ta thậm chí còn bắt đầu tự đập vào đầu mình một cách điên cuồng. Và chính Ngộ Không là người kiểm soát tất cả chuyện này. Người tài xế nhanh chóng rút lại những lời cay nghiệt của mình và rời đi. Sunmi quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy Ngộ Không, và Ngộ Không tới đây chỉ để xác minh xem Sunmi có thực sự nhớ tên của anh không. Khi nghe thấy vậy, Sunmi thừa nhận rằng cô đã nói dối. Cô ấy nói rằng cô ấy đã chờ đợi Ngộ Không xuất hiện suốt 25 năm, nhưng từ bây giờ trở đi cô ấy sẽ không đợi anh nữa. Nhìn bóng dáng Sunmi rời đi, Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn lòng. Sunmi tức giận chuẩn bị về nhà, và cô ấy vẫn chưa biết mình đã bị linh hồn ma quỷ nhắm vào. Sunmi vừa vào nhà, chuyện kỳ lạ liền xảy ra. Nó đang chuẩn bị ra tay với cô ấy thì Sunmi đột nhiên quay đầu lại. Ma quỷ lập tức quay lại thu hút Sunmi. Sunmi bối rối đuổi theo ra ngoài. Con rối cô dâu biến thành một hồn ma độc ác. Sau đó những ngọn đèn phía sau Sunmi bắt đầu nổ tung từng cái một, căn phòng chợt trở nên tối tăm. Con rối đã mất tích. Giây tiếp theo, những bức ảnh trên bàn bất ngờ bay về phía Sunmi, mảnh vỡ làm xước cánh tay của Sunmi. Sunmi nhanh chóng che vết thương trên tay lại và trốn trong phòng, đồng thời vết thương trên kính lại tỏa ra mùi huyết tương. Đúng lúc này, những linh hồn tà ác đã vây quanh cô sau khi ngửi thấy mùi huyết tương. Đồng thời Ngưu Ma Vương đang họp ở đằng xa cũng ngửi thấy mùi huyết tương. Đôi mắt của Ngưu Ma Vương cũng chuyển sang màu đỏ tươi, máu của Đường Tam Tạng cũng hấp dẫn bản tính của yêu quái trong anh. Sunmi bám vào cửa để chặn những linh hồn tà ác bên ngoài. Đúng lúc này một bóng người đột nhiên lao ra và đá con quỷ xấu xa đi. Người đến không ai khác chính là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không không nói gì, trực tiếp bắt đầu chiến đấu, tiêu diệt tà ma bên ngoài một cách sạch sẽ. Sunmi nghe thấy âm thanh ngoài cửa đột nhiên biến mất. Cô lo lắng cầm ô chạy ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Ngộ Không sau khi tiêu diệt ác ma. Ngộ Không quay đầu lại. Sau đó anh mới nhận ra Sunmi thực chất là Tam Tạng. Sunmi lầm tưởng Ngộ Không đến đây để bảo vệ cô. Thấy Sunmi phấn khích, Ngộ Không liền nói ra chân tướng. Không, tôi đến đây để ăn thịt cô, nhưng Ngộ Không không thể ăn cô ấy, bởi vì 25 năm trước Ngộ Không đã ký hợp đồng với cô ấy. Trong kiếp này anh chỉ có thể bảo vệ cô ấy, nhưng Ngộ Không nói với Sunmi rằng sống như vậy thực sự rất vô nghĩa. Anh muốn Sunmi chấm dứt hợp đồng với mình để anh có thể ăn thịt cô. Ngay sau khi nghe điều này, Sunmi liền bỏ chạy. Ngộ Không đuổi theo Sunmi, ấn cô vào tường, rồi dùng lực mạnh mẽ, nhưng Sunmi không hề sợ hãi, đồng thời Ngưu Ma Vương cũng đến nhà Sunmi. Nhìn vết máu trên kính, anh búng nhẹ ngón tay, chất lỏng bên trên liền bay vào chiếc nhẫn của anh ấy. Cho dù không ăn được thịt Đường Tăng, thì ngửi thấy mùi huyết tương cũng được. Ngộ Không vẫn đang cố gắng thuyết phục Sunmi từ bỏ kiếp sống này càng sớm càng tốt. Sunmi thấy anh vẫn muốn ăn thịt cô, vô cùng tức giận rời đi, nhưng cô ấy vừa bước được hai bước thì bị một bóng đen kéo vào con hẻm. Sunmi nhanh chóng sử dụng chiếc ô trừ tà để chống cự. Con quỷ chết tiệt này không hề sợ chiếc ô này chút nào. Thấy ác ma từng bước đến gần, Sunmi hét lên và điên cuồng vẫy tay. Linh hồn tà ác trực tiếp nắm lấy cánh tay cô rồi cắn cô. Đúng lúc này Ngộ Không từ trên trời bay xuống và đánh bay con ác quỷ. Sau đó anh đánh đập nó dã man, trực tiếp đánh con ma thành từng mảnh. Ngộ Không nói với Sunmi, sau cuộc chiến này sẽ có nhiều linh hồn ma quỷ hơn. Thay vì suốt ngày phải đối mặt với những thứ kinh tởm này, thì tốt hơn là nên ngoan ngoãn để anh ăn thịt cô. Sunmi chán nản rời đi sau khi nghe thấy vậy. Cô thậm chí còn quên mang theo ô. Khi Ngưu Ma Vương quay về, anh thấy Ngộ Không đang sửa một chiếc ô bị hỏng. Anh nói với Ngộ Không rằng Sunmi là vì đã giải thoát cho Ngộ Không, nên sau đó đã bị trừng phạt và biến thành Tam Tạng. Ngưu Ma Vương vốn tưởng Ngộ Không áy náy nên không ăn thịt Tam Tạng. Lúc này Ngộ Không nói tôi đặc biệt tìm ra một loại nước sốt, dùng nó để chấm Tam Tạng thì thật tuyệt. Ngưu Ma Vương rất bất ngờ. Trên đời này lại có con khỉ điên như vậy sao? Cùng lúc đó Ngộ Không cũng mang theo chiếc ô đã được sửa chờ Sunmi ở con ngõ. Rất nhanh Sunmi đã trở về. Khi Ngộ Không nhìn thấy cô, anh mở chiếc ô và giơ nó lên, chiếc ô màu vàng rực rỡ bay về phía Sunmi ở lối vào con hẻm. Sau đó Ngộ Không nhẹ nhàng búng ngón tay, chiếc ô liền rơi xuống. Sunmi nhìn chiếc ô đã được sửa với vẻ mặt ngạc nhiên. Đầu tiên cô ấy cởi bỏ miếng băng trên cổ tay, sau đó để lộ vết thương, chỉ thấy một mùi hương bắt đầu tỏa ra nhanh chóng. Sau đó trong chốc lát rất nhiều linh hồn ma quỷ bị thu hút, ngay cả khi các giám khảo nhìn thấy họ cũng bộc lộ thú tính của mình để chiếm lấy cô gái đó làm của riêng mình. Anh đập mạnh xuống bàn một cái, linh hồn tà ác xung quanh cô gái ngay lập tức bị xua đuổi. Người này chính là Ngưu Ma Vương, anh biết cô gái chính là Đường Tam Tạng trong truyền thuyết. Cô gái đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ngưu Ma Vương, bởi vì cô đã quên tên của Tôn Ngộ Không, cứ như vậy cô không thể gọi Ngộ Không và kêu anh bảo vệ cô. Khi Ngưu Ma Vương nghe thấy vậy, anh lập tức nói với cô ấy, tên của anh ta là Tôn Ngộ Không. Nhưng cô gái vừa nghe xong lại quên mất, hóa ra 25 năm trước Ngộ Không đã bí mật lấy đi ký ức về tên của mình trong đầu cô gái. Ngưu Ma Vương muốn trở thành tiên càng sớm càng tốt.
nên quyết định chủ động giúp đỡ Sunmi. Nhu Ma Vương đưa Sunmi đến một cửa hàng tạp hóa ở vùng xa. Bà chủ bên trong nói với Nhu Ma Vương, ở đây ta có bảo vật có thể đối phó Tôn Ngộ Không. Khi Nhu Ma Vương nghe thấy vậy, anh nhanh chóng đi theo bà chủ để lấy nó, chỉ để lại một chàng trai trông coi cửa hàng. Sunmi tình cờ nhìn vào các sản phẩm trong cửa hàng, khi cô ấy mở hộp xốp ra thì thấy bên trong có một hộp đầy nhân sâm. Sunmi tò mò dùng tay sờ thử, ôi đau quá, thứ này quả nhiên còn sống. Sunmi mở một thùng lớn khác ra. Cô tò mò nhìn qua, hình ảnh của cô và Ngộ Không lại xuất hiện bên trong đó. Sau đó Sunmi rất sợ hãi. Chàng trai nói với Sunmi, thứ này có thể dự đoán được tương lai, những điều được dự đoán trong đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Và nó thường không phải là một chuyện tốt. Lúc này Nhu Ma Vương đi ra với vẻ mặt vui vẻ, đưa cho Sunmi một kho báu. Và nói rằng thứ này có thể khiến Ngộ Không nghe lời cô. Khi Sunmi trở về nhà, cô phát hiện Ngộ Không sớm đã ở trong nhà, thấy Sunmi đến. Anh liền kéo Sunmi đi, sau đó anh kéo tấm vải trên tường ra với vẻ mặt phấn khích, chỉ thấy bức tường mà anh làm hư hại trước đó đã được sửa chữa. Và Ngộ Không làm tất cả những chuyện này chỉ để lấy lòng Sunmi, để cô ấy cảm thấy thoải mái khi bị anh ăn thịt. Sau đó Ngộ Không hỏi Sunmi cô ấy ước gì trước khi chết, ăn một bữa cơm cùng gia đình, uống rượu cùng bạn bè, ngoài ra còn hẹn hò với người yêu. Ngày hôm sau Ngộ Không đưa Sunmi đến một nhà hàng gia đình, Ngộ Không vô cùng lãnh đạm nói đừng so sánh với những gia đình khác, cứ gọi món thoải mái. Sau đó anh ấy đưa Sunmi đến quán bar uống rượu, thấy vậy Sunmi càng trở nên phóng khoáng hơn, tôi muốn trải nghiệm sự biến đổi từ đồng nghiệp thành bạn thân, rồi trở nên mờ ám. Mờ ám sao? Không thành vấn đề. Sau đó Sunmi đã trải nghiệm cảm giác hẹn hò với một người đàn ông. Nhưng cô lại rất vui mừng, bởi vì trước đây cô chưa từng có gia đình hay bạn bè. Sau đó Ngộ Không đưa Sunmi đi xem cây thông Noel và kêu Sunmi chụp ảnh giống như mọi người. Nhìn tư thế chụp ảnh cứng ngắc của Sunmi, Ngộ Không liếc nhìn những cặp đôi xung quanh mình, giơ tay ôm lấy Sunmi, chẳng phải mọi người đều chụp ảnh như vậy sao, cô phải thử một lần trước khi chết. Sau đó Sunmi nhớ lại lời tiên tri cô đã nhìn thấy lúc trước, cô căng thẳng né tránh vòng tay của Ngộ Không. Ngộ Không nói với Sunmi, bây giờ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vậy thì Sunmi hãy sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết đi, vừa nói anh vừa búng ngón tay, đèn trên cây thông Noel đã tắt. Ngộ Không không muốn Sunmi vì cảnh đẹp ngày hôm nay mà lưu luyến nhân gian. Sunmi nói với Ngộ Không, ngay cả khi tôi không có gia đình, bạn bè hay người yêu, nhưng tôi vẫn có chính bản thân mình trong cuộc đời này, tôi muốn tiếp tục sống. Vì thế tôi cần anh, nhưng tôi không cần người muốn sống như cô. Ngộ Không khuyên Sunmi làm người phải biết hài lòng. Lúc này Sunmi đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, nói với Ngộ Không đây là món quà cô dành cho anh ấy, và đây chính là việc cô luôn mong muốn làm. Ngộ Không mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay kiểu vòng kim cô. Anh ấy hỏi Sunmi liệu cô có đang giở trò gì không. Sunmi nói cô chỉ tặng quà cho anh như một lời cảm ơn. Ngộ Không có thể trả lại cho cô nếu không muốn. Sau khi nghe thấy vậy Ngộ Không hám tiền lập tức nhét nó vào túi. Anh không biết rằng tai họa sẽ sớm ập đến đầu mình. Và lúc này trong ngôi nhà mà Sunmi chịu trách nhiệm mua lại đã xảy ra một vài chuyện lạ. Người phụ nữ nhận được một bức ảnh, trong ảnh là bà nội đã mất của cô ấy. Cô ngạc nhiên bước tới kiểm tra, và giây tiếp theo qua đây với ta nào, cháu gái, chồng cô rất sợ hãi. Anh muốn bán nhà cho công ty bất động sản ngay lập tức. Sau đó Sunmi đưa trợ lý của cô đến kiểm tra ngôi nhà. Cô cầm ô nhìn quanh nhưng không thấy gì bất thường. Đúng lúc đó Sunmi để ý đến những bức ảnh cũ trong góc, đôi mắt cô dâu trong ảnh lại biến thành màu đỏ lòm. Giây tiếp theo Sunmi trực tiếp bị cuốn vào trong bức ảnh. Người trợ lý nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhưng tất cả những gì anh thấy là bức ảnh cũ nằm trên mặt đất. Trợ lý mang ảnh về công ty. Không ngờ ngay sau khi trở về, anh đã gặp Ngộ Không đến tìm Sunmi. Trợ lý nói với Ngộ Không, khi chúng tôi đang đi xem xét ngôi nhà thì Sunmi đột nhiên biến mất. Lúc này Ngộ Không chợt chú ý đến bức ảnh kỳ lạ. Anh nhận ra rằng sự biến mất của Sunmi có lẽ liên quan đến bức ảnh. Ngộ Không quyết định nhờ Bát Giới giúp đỡ. Bát Giới ký hợp đồng với công ty giải trí do Ngưu Ma Vương thành lập, dựa vào vẻ ngoài điển trai của mình, anh ấy đã trở thành một người có độ hot cao. Anh ấy hiện đang được phỏng vấn, Ngộ Không bất ngờ xuất hiện và ngang ngược đưa Bát Giới đi, anh lập tức ném bức ảnh xuống trước mặt Bát Giới. Hóa ra con yêu quái thật sự là chú rể ở bên cạnh, cô dâu không phải là yêu quái, đây mới là con quỷ. Ngộ Không cho rằng mình cùng loài với Bát Giới, hai người họ nên biết nhau, Bát Giới bảo Ngộ Không chỉ cần tìm được phòng tân hôn trong ảnh. Sau đó với sự trợ giúp của một chiếc máy ảnh cũ là có thể đi vào trong ảnh, Ngộ Không vừa vào trong ảnh thì vừa hay bắt gặp cảnh rước dâu, hoan nghênh bảy kiệu hoa tiến vào cửa. Chắc hẳn họ đều là những cô dâu đã biến mất trong thời gian này, Ngộ Không thấy bảy cô dâu đều che mặt, căn bản không nhận ra ai mới là Sunmi. Lúc này con quỷ cũng phát hiện ra Ngộ Không. Nó ra lệnh cho người đưa anh qua đó và đe dọa Ngộ Không nếu dám làm tổn thương hắn thì thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tất cả mọi người đều sẽ bị nhốt ở đây không thể quay về thế giới hiện thực được nữa. Ngộ Không giải thích mình chỉ tới đây để đón một người rồi rời đi, người đó chính là vợ anh. Con quỷ này rất có nguyên tắc, đó là tuyệt đối không cướp vợ người khác. Hắn bắt Ngộ Không đứng yên tại chỗ tìm ra Sunmi. Chỉ cần anh đoán đúng thì có thể đưa người đi, nhưng tất cả các cô dâu đều trông giống hệt nhau. Khi Ngộ Không thấy vậy, anh đã bí mật biến ra một con bướm để nó giúp anh tìm được người có mùi hương của hoa sen. Con bướm nhanh chóng đáp xuống đầu một cô gái khi cô ấy được đưa tới. Người này quả thật là Sunmi, nhưng cô ấy đã bị thôi miên và mất đi lý trí. Ngộ Không chỉ muốn đưa Sunmi đi nhưng bị ngăn lại.
Con quỷ thấy Sunmi không có phản ứng gì, thận trọng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cô với Ngộ Không. Ngộ Không thấy vậy chỉ có thể lấy món quà mà Sunmi tặng ra, sau đó đeo nó trước mặt cô ấy, cố gắng khơi dậy ký ức của cô ấy. Sunmi quả nhiên có phản ứng khi nhìn thấy chiếc vòng kim cô. Con quỷ giữ đúng lời hứa thả hai người họ đi. Đúng lúc này anh ngửi thấy hương sen trên người Sunmi và chợt thấy hối hận. Anh biết người phụ nữ này chính là Đường Tam Tạng mà các yêu tinh đang tìm kiếm. Hắn liền chỉ thị cho người của mình lập tức bắt lấy Sunmi. Ngộ Không nhanh chóng đưa Sunmi trốn thoát, nhưng khi họ nhảy xuống lối ra thì vẫn không thoát ra khỏi được bức ảnh. Hóa ra bát giới ở bên ngoài đã di chuyển camera và đóng lối ra lại. Kết quả là anh bị Ngưu Ma Vương bắt tại trận. Ngưu Ma Vương đã chịu đủ con khỉ hoang đó từ lâu rồi. Nghĩ đến việc Tôn Ngộ Không ngày nào cũng ở nhà mình, anh chuẩn bị hủy bức ảnh, nhốt Tôn Ngộ Không trong bức ảnh mãi mãi. Bên này hai người Sunmi và Ngộ Không cuối cùng đã thoát khỏi những kẻ truy đuổi. Lúc này Sunmi phát hiện cảnh tượng nơi này có chút quen thuộc, vị trí mà bọn họ đang đứng hiện giờ đúng như trong lời tiên đoán. Nhưng sự ứng nghiệm của lời tiên tri sẽ đi kèm với những điều tồi tệ. Ngộ Không kêu Sunmi diễn lại những gì giống như trong lời tiên tri, có lẽ chúng ta có thể phá được chuyện này. Sunmi hít một hơi thật sâu, sau đó hôn Ngộ Không. Kết quả giây tiếp theo, tay Ngộ Không bắt đầu run rẩy trong vô thức. Vòng kim cô trên tay đột nhiên xuyên vào tim anh, rồi ôm chặt lấy trái tim anh. Sau đó Ngộ Không nhận ra chiếc vòng kim cô mà Sunmi đưa cho anh có điều gì đó không ổn. Chỉ cần đeo chiếc vòng kim cô này, Ngộ Không sẽ không thể làm hại Sunmi, bởi vì một khi Sunmi gặp phải nguy hiểm, Ngộ Không cũng sẽ bị đau đớn. Chỉ thấy Ngộ Không búng nhẹ ngón tay, trả lại ký ức đã bị lấy mất cho Sunmi. Tôi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, rồi anh ôm lấy vai Sunmi, dùng hết sức lực đẩy cô ấy ra khỏi bức tranh, qua lời người đến đón cô là bát giới. Sunmi biết được những cô dâu khác cũng đã được giải cứu, chỉ trừ Ngộ Không. Sau đó Sunmi nhớ rằng Ngộ Không đã từng nói rằng anh có một em trai bán điện thoại di động. Cô nhận ra rằng nếu muốn cứu Ngộ Không, cô chỉ có thể đến tìm em trai anh. Vì vậy Sunmi đã trực tiếp đến tập đoàn và yêu cầu được gặp lãnh đạo cấp cao. Không ngờ cô ấy thực sự đã gặp được, vị giám đốc trung niên trước mặt cô chính là Sa Ngộ Tĩnh. Sau khi nghe cô giải thích về mọi chuyện, anh nói với Sunmi người duy nhất có thể cứu Ngộ Không là Sunmi. Vì thế trong đêm đó Sunmi một mình đi đến một khu đất trống, cô lấy ra một con dao cắt mạnh lòng bàn tay mình. Máu cô thực sự tỏa ra một mùi thơm lạ, nhanh chóng thu hút các linh hồn tà ác từ khắp nơi đến vây quanh cô. Đúng lúc này chỉ nghe thấy cô ấy hét lên Tôn Ngộ Không. Người đến không ai khác chính là Tôn Ngộ Không, chỉ thấy anh giết một con ác ma chỉ bằng một cú đấm. Chỉ vài giây anh ấy đã quét sạch mọi linh hồn tà ác xung quanh cô. Nhưng vẫn còn vô số ác ma muốn hút máu của Tam Tạng. Ngộ Không nhìn vết máu trên đất rồi giơ tay làm phép, chỉ thấy những giọt máu bay lên trời, biến thành hàng trăm con bướm đỏ như máu. Những linh hồn ma quỷ đó đã bị dụ đến những nơi khác, rồi Ngộ Không thổi nhẹ, vết thương trên tay Sunmi đã lành lại hoàn toàn. Sunmi có vẻ rất ngạc nhiên, không ngờ Tôn Ngộ Không lại được chính mình triệu hồi về. Khi Ngưu Ma Vương biết được chuyện này, hắn giận dữ hét lên, tên khốn đáng hận này. Đúng lúc này Boji quay về nói với Ngưu Ma Vương rằng Ngộ Không đã đeo chiếc vòng kim cô, điều này có nghĩa là Ngộ Không không thể ăn thịt được Tam Tạng. Lúc trước loại vòng kim cô đeo trên đầu nhiều nhất sẽ gây tổn hại về thể chất, thứ anh ấy đeo trên tay như thế này là phiên bản mới và cải tiến hơn. Sau khi đeo chiếc vòng kim cô vào, Ngộ Không sẽ không thể làm tổn thương cô vì anh đã yêu Sunmi. Do đó anh đã trở thành nô lệ của tình yêu. Ngộ Không hét lớn kêu Sunmi nhanh chóng cởi chiếc vòng kim cô ra, kết quả Sunmi không đồng ý. Cô là đồ cặn bã, khiến tôi yêu cô rồi không muốn chịu trách nhiệm có phải không? Thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình, Sunmi lúng túng đứng dậy và rời đi. Ngộ Không thấy thế liền vội vàng đuổi theo, anh ấy nói với Sunmi rằng anh ấy đang yêu cô sâu sắc, nếu Sunmi không muốn vướng vào chuyện của anh thì nên nhanh chóng tháo chiếc vòng kim cô ra. Không ngờ Sunmi lại nói rằng cô ấy nghĩ điều này là tốt, Ngộ Không sẽ không làm tổn thương cô và anh sẽ bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm. Ngộ Không chỉ đành bất lực quay người rời đi, không ngờ sẽ có một ngày anh lại biến thành con cún bám theo cô. Ngộ Không không thể nổi giận với Sunmi, chỉ có thể tìm bát giới chút giận. Đêm đó bát giới vừa bước ra khỏi khách sạn cùng với các fan nữ của mình thì nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng đậu bên lề đường. Bát giới choáng váng khi nhìn thấy biển số xe, vì đây là chiếc xe mà Ngộ Không thường lái. Lời nói vừa dứt, chiếc xe liền bắt đầu chuyển động, nhanh chóng đuổi theo con lợn rừng. Chỉ thấy con lợn rừng khổng lồ đang sợ hãi và làm loạn trên đường phố. Con lợn này chính là Chư Bát Giới, bây giờ sau khi bị Ngộ Không đánh đập dã man, anh lập tức quỳ xuống nhận lỗi, thậm chí còn đổ hết tội cho Ngưu Ma Vương. Ngộ Không không có ý định đối đầu trực diện với Ngưu Ma Vương, nhưng cũng không muốn để anh ta đi dễ dàng như vậy. Anh liền đưa ra tin tức rằng Ngưu Ma Vương đã bắt được Tam Tạng. Vì thế đêm đó, ma quỷ mười phương đã tụ tập lại, ngay cả lão quái vật đã lâu không ra khỏi núi cũng tìm tới cửa. Điện thoại của Ngưu Ma Vương lập tức bị nổ tung. Mọi người đến tìm anh ta vì muốn ăn thịt Đường Tăng, ngay cả Minh Vương Khổng Tước ở Dubai xa xôi cũng tìm đến đó, chỉ vì một miếng thịt. Tôi không có nhiều thời gian, hãy cho tôi cắn một miếng, tôi còn phải vội vã trở về trước khi mặt trời lặn. Ngưu Ma Vương chỉ đành đối phó với tất cả ma quỷ trong một đêm, rồi đuổi tất cả bọn chúng đi. Kết quả khi về nhà, có một con khỉ đang đợi anh ở nhà. Ban đầu Ngưu Ma Vương nghĩ rằng Ngộ Không sẽ từ bỏ ý định ăn thịt Tam Tạng vì vòng kim cô. Kết quả anh thấy anh ấy khóc vì cái vòng trên tay mình. Vừa khóc vừa nói rằng một ngày nào đó anh sẽ thành công ăn thịt Sunmi. Hôm sau Sunmi đến nhà khách hàng để kiểm tra nhà. Chủ nhà cho biết trên trần nhà luôn có tiếng lạch cạch.
Nhưng điều kỳ lạ là rõ ràng chỉ có một căn phòng trống ở tầng trên. Lúc này âm thanh kỳ lạ lại xuất hiện. Sunmi theo tiếng động đi đến một căn phòng. Trên trần nhà có một con ác ma đang liên tục đập đầu vào tường. Sunmi bất ngờ mở chiếc ô của mình ra, rồi kêu trợ lý ở bên cạnh ra ngoài trước. Sau khi anh ấy rời đi, cả căn phòng lập tức tối sầm lại. Sunmi cẩn thận nắm một nắm đậu đỏ. Khi hạ chiếc ô xuống, con ma ác đã biến mất, trong khi cô đang cẩn thận tìm kiếm dấu vết của con ác ma. Sunmi nhanh chóng dùng chiếc ô của mình để chặn con ác ma. Ngay khi người và hồn ma đối mặt nhau, Ngộ Không bất ngờ xuất hiện. Tiêu diệt con ác ma chỉ bằng một chiêu, Sunmi đã quen với việc cô độc một mình, vì vậy cô quên gọi Ngộ Không đến. Ngộ Không rất bất mãn với điều này, anh liên tục làm tổn thương Sunmi bằng những lời nói vô ý, cuối cùng cả hai đã chia tay trong tồi tệ. Sau khi Ngộ Không rời đi, Sunmi lại mỉm cười, hóa ra đây là cảm giác được ai đó che chở. Hôm đó Sunmi đang ăn trưa, Ngộ Không bất ngờ xuất hiện, anh ấy nói anh không muốn Sunmi ăn trưa một mình. Dù trong lòng Sunmi đang thầm hạnh phúc, nhưng biểu hiện lại giống như không quan tâm, ngày hôm sau Ngộ Không vẫn không mời mà đến. Còn chuẩn bị một con gấu bông dễ thương cho Sunmi, để nó ăn cùng Sunmi, sau đó Sunmi đặc biệt chuẩn bị hai phần cơm trưa chờ Ngộ Không. Nhưng Ngộ Không lại không xuất hiện, Sunmi chỉ có thể ăn trưa một mình trong thất vọng, cô ấy vẫn chưa nhận ra Ngộ Không đã dần đi vào trái tim mình. Một con người và một con khỉ bị tình yêu dày vò mà vẫn không hề biết, con bướm máu mà Ngộ Không dùng để xua đuổi tà ma vài ngày trước vô tình rơi vào một xác chết. Cô gái vừa chết đi chợt mở đôi mắt đỏ như máu, rồi từ từ đứng dậy, cơ thể cứng đơ giống như zombie vậy. Rồi cô biến mất trong đêm, cặp vợ chồng nông thôn chuẩn bị giao đồ ăn lên thành phố, con chó bên cạnh xe tải cứ sủa. Hóa ra có một cô gái lạ đang trốn sau thành xe, chưa bị người ta phát hiện, chiếc xe tải đang hướng về thành phố. Như Ma Vương đến công ty của Sunmi, nói rằng dép của cô rất cũ nên tặng Sunmi một đôi dép. Đồng thời muốn ký hợp đồng với cô ấy, muốn Tam Tạng ra lệnh cho Ngộ Không, để Tam Tạng và Ngộ Không giúp anh ta truy bắt ác quỷ để nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh tu tiên và thăng thiên. Nếu Sunmi không đồng ý, anh ấy sẽ lấy lại chiếc vòng kim cô. Sunmi không còn cách nào khác ngoài việc ký vào hợp đồng. Như Ma Vương trở lại văn phòng, một mình ngồi thưởng tranh, bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc đồ đỏ, đẹp động lòng người. Kiếp này em sẽ ở đâu, phải chịu khổ rồi. Ngày hôm nay là ngày giỗ của bà Sunmi. Cô mua bỏng ngô mà bà thích ăn, lúc này một chiếc xe tải đang dừng bên đường, cô gái trên xe ngửi thấy mùi hoa sen trên người Sunmi. Cô ta ngay lập tức mở đôi mắt đỏ như máu ra, rồi bò ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn Sunmi. Thời sự đang đưa tin về sự mất tích của thành viên nhóm nhạc nữ Dung Seja, hóa ra cô gái thây ma này chính là Dung Seja. Sunmi đến nhà chú của cô ấy, đưa số tiền làm lễ cúng dỗ bà ngoại cho chú. Sau khi lấy được tiền, người chú vội vàng bảo Sunmi rời đi, cô muốn đưa bắp rang mà bà thích ăn cho chú để đặt trên bàn thờ bà ngoại, nhưng chú lại phớt lờ cô ấy, trực tiếp đóng cửa lại. Vì họ cho rằng Sunmi sẽ đem lại bất hạnh, trên đường về cô nhìn thấy trong xe của em họ Miju và chồng cô ấy có ác ma, Sunmi vội vàng đuổi theo. Muốn ngăn tai nạn xảy ra, bên này ác quỷ trong xe đã kiểm soát tâm trí chồng Miju, khiến xe của họ tăng tốc lao về phía xe khác. Cũng may Ngộ Không kịp thời xuất hiện và ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Ngộ Không nói với Sunmi vừa đuổi đến với vẻ mặt tự hào, tại sao cô không gọi cho tôi khi có chuyện xảy ra? Tôi phải tự mình xuất hiện đến bao giờ đây? Tôi đi đây, từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ đến nếu cô gọi tôi. Trái tim Sunmi lúc này thấy rất ấm áp bởi vì có một cái tên mà cô ấy có thể gọi và còn rất đáng tin cậy. Đêm đến, cô gái loạng choạng đi đến tầng dưới công ty Sunmi. Lúc này trợ lý Hanju đang giúp Sunmi mang đồ ship vào trong nhà. Cô gái zombie đã đi theo Hanju vào ngôi nhà của Sunmi và nhìn thấy những bức ảnh của Sunmi. Hanju vô tình cắt phải ngón tay khi mở gói hàng chuyển phát nhanh. Cô gái zombie ngửi thấy có mùi huyết tương, liền đi về phía Hanju. Đúng lúc này Ngộ Không kịp thời xuất hiện, dán bùa lên đầu cô gái và khống chế cô ấy. Anh phát hiện ra rằng cô gái là một linh hồn sống lại, đến đây với mục đích tìm Sunmi. Lúc này Ngộ Không nghe thấy tiếng gọi của Sunmi, anh ấy đã đến chỗ Sunmi. Hóa ra Sunmi muốn uống rượu và muốn Ngộ Không cùng uống. Cô biết rõ tôi không uống rượu nên muốn chọc tức tôi sao? Không phải anh đã nói sẽ không để tôi một mình sao? Một người không chỉ cảm thấy sợ hãi mà còn rất cô đơn, cũng rất buồn. Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ở bên tôi. Những lúc như thế này tôi có thể gọi cho anh chứ, bất cứ lúc nào, bởi vì anh yêu em. Sunmi nói với Ngộ Không, hôm nay cô muốn đặt bắp rang trên bàn thờ của bà, nhưng bị chú từ chối. Ngộ Không nghe xong liền sử dụng phép thuật, đem hết bỏng ngô đến nhà chú cô. Đúng lúc này bùa trên đầu cô gái zombie rơi ra. Cô đi về phía Hanju, Hanju hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang ngày càng đến gần. Ngộ Không nói với Sunmi rằng lúc này Hanju đang gặp nguy hiểm. Sunmi muốn Ngộ Không đi cứu người, được tôi sẽ giúp cô, nhưng hãy cởi cái này ra. Đúng lúc Sunmi chuẩn bị tháo chiếc vòng kim cô của Ngộ Không, Như Ma Vương xuất hiện và ngăn Sunmi lại. Anh kêu cô ấy hãy tin vào sức mạnh của chiếc vòng kim cô và cho Sunmi một vài chú ý, kêu Sunmi đi giải cứu Hanju trước, cứ như vậy Ngộ Không sẽ lo lắng cho sự an toàn của cô và đi cứu người. Sunmi do dự hết lần này đến lần khác, rồi cô quyết định cứu người trước. Như Ma Vương nói với Ngộ Không, nước mắt của Tam Tạng là nỗi đau anh không thể chịu đựng được. Rồi Ngộ Không nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của Sunmi, vòng kim cô liền hoạt động. Ngộ Không rất đau lòng, vô thức rơi nước mắt.
Ngộ Không giận dữ hỏi có phải sau này chỉ cần Sun Mi buồn bã thì anh sẽ đau đớn như thế này sao? Tại sao lại thế này? Vì tình yêu, Ngộ Không kịp thời đi đến và giải cứu Han Ju, rồi anh trút hết nỗi buồn lên người Han Ju. Lúc này Sun Mi vội vàng quay về, phát hiện Han Ju vẫn ổn, cô liền thấy yên tâm hơn. Trở về nhà thì thấy Ngộ Không ngồi trên ghế sofa, cô gái zombie bị anh nhét vào túi, Sun Mi bày tỏ lòng biết ơn với Ngộ Không. Vừa rồi cô chưa tháo chiếc vòng kim cô ra, đó là một quyết định rất sáng suốt, nếu cô cởi nó ra tôi có thể giết cô ngay lập tức. Và nói với Sun Mi rằng người bảo vệ cô không phải là anh, mà là chiếc vòng kim cô này, anh nói những lời cay nghiệt nhất với giọng điệu nhẹ nhàng. Nói xong anh kéo cô gái zombie rời đi, Ngộ Không biết được Ngưu Ma Vương đã ký khế ước với Sun Mi và còn kéo mình vào cuộc. Ngộ Không biến thành thư ký của Ngưu Ma Vương và muốn lừa để thoát khỏi hợp đồng. Không ngờ Ngưu Ma Vương đã phát hiện ra việc Ngộ Không biến thành thư ký, nhìn thấu kế hoạch của Ngộ Không. Vì vậy hai người chuẩn bị đối đầu với nhau. Ngay khi tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Boji đã đến đúng lúc và đề xuất phương án giải quyết khế ước kéo dài đến hết tuổi thọ của Tam Tạng. Đến lúc đó Ngộ Không sẽ được tự do, Ngưu Ma Vương cũng hoàn thành sứ mệnh tu tiên và đạt đến cấp độ bất tử. Ngộ Không đưa ra điều kiện, muốn Ngưu Ma Vương tặng ngôi nhà của anh ta cho mình. Ngưu Ma Vương giận dữ đồng ý, thư ký yêu tinh chó của Ngưu Ma Vương đề nghị ăn thịt Tam Tạng. Bằng cách này Ngưu Ma Vương sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ ai. Ngưu Ma Vương đã từ chối, chỉ khi trở thành bất tử mới có thể cứu được người phụ nữ mặc áo đỏ trong tranh. Sáng hôm sau, ôi trời ơi, dọa tôi sợ chết khiếp, hóa ra Ngộ Không đã đưa cô gái zombie về nhà. Vì trên người cô có mùi hôi thối nên anh sợ cô sẽ tiếp tục thối rữa nên đã bỏ cô ấy vào tủ lạnh. Cô gái zombie không còn nhớ gì sau khi bị máu của Tam Tạng đánh thức. Bát giới cho cô gái ăn vài quả bóng của Ngưu Ma Vương để cung cấp năng lượng nên đôi mắt của cô gái trở nên trong sáng hơn. Ngưu Ma Vương không thích mùi trên người cô gái zombie nên đã bỏ cô ấy vào túi, anh quyết định giao cô cho Tam Tạng xử lý. Bát giới đưa cô gái đến tìm Sun Mi để Sun Mi trừ khử cô ấy. Bởi vì cô gái là một xác chết sống lại, nếu để mặc cô ta thì cô ta sẽ dần dần biến thành một linh hồn ác quỷ. Sun Mi động lòng trắc ẩn, cảm thấy tiếc cho cô gái zombie, cô muốn giúp cô ấy tìm lại thân phận và gia đình của mình. Thế là hai người dẫn theo cô gái zombie đi tìm Đông Tướng Quân, yêu cầu Đông Tướng Quân đóng băng cô gái zombie. Bằng cách này cô gái zombie sẽ không tiếp tục thối rữa. Sau đó họ lại tìm đến Hạ Tiên Nữ, dùng kỹ năng hóa trang của Hạ Tiên Nữ để che vết thương trên cơ thể cô gái. Hạ Tiên Nữ trang điểm cho cô gái, rồi dẫn cô gái đi xuống. Wow, cô thật đẹp, trở nên bình thường rồi, cảm ơn. Sun Mi nhìn thấy chiếc khăn trên người cô gái zombie là của một câu lạc bộ thể hình. Cô quyết định đưa cô gái zombie đi điều tra, thử xem có tìm được manh mối nào về danh tính của cô gái không. Sun Mi đưa cô gái zombie đến câu lạc bộ thể hình. Bát giới nói rằng các thành viên của câu lạc bộ thể hình này đều là những người đàn ông giàu có, vậy nên anh đặt tên cho cô gái zombie đó là Yuji. Cô gái zombie rất thích cái tên này. Sun Mi đưa Yuji đi hỏi nhân viên ở đây, các nhân viên nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy Yuji. Lúc này Sun Mi nhìn thấy có một con ác quỷ đang hút tinh túy và dinh dưỡng của một cô gái. Sun Mi đã nói với Ngưu Ma Vương chuyện này thông qua điều tra của thư ký của Ngưu Ma Vương. Hóa ra con quái vật hút tinh túy và dinh dưỡng của cô gái tên là thực trùng, có ác quỷ dụ người khác xăm hình để hút dinh dưỡng rồi ký sinh trùng trên người đó qua hình xăm. Ma Vương giao nhiệm vụ tiêu diệt ác quỷ cho Sun Mi. Ở phía bên kia, Sa Ngộ Tĩnh đang ôm một chậu hoa lan đến chúc mừng Ngộ Không đã có nhà riêng. Bát giới đã đến đó trước. Sa Ngộ Tĩnh đến nhà Ngộ Không, việc đầu tiên là nấu nướng dọn dẹp cho Ngộ Không và còn chủ động đảm nhiệm mọi việc nhà trong nhà của Ngộ Không. Mặc dù anh là chủ tịch của một công ty lớn có nguồn lực tài chính lớn nhất, nhưng vì thích nên muốn làm việc nhà cho Ngộ Không, vì vậy anh thấy rất hạnh phúc. Lúc này điện thoại di động của Sa Ngộ Tĩnh và Bát Giới đồng thời đổ chuông. Sun Mi nói rằng cô ấy đã đưa Yuji qua đó. Ngộ Không hỏi Sa Ngộ Tĩnh tại sao điện thoại của anh và Bát Giới lại nhận được tin nhắn cùng lúc. Hóa ra Sun Mi đã tạo một nhóm chat dùng để thảo luận về các vấn đề của Yuji. Ngộ Không ngay lập tức thấy ghen tị. Ngộ Tĩnh hỏi đại ca có muốn vào nhóm không. Ngộ Không bất mãn nói tại sao tôi lại phải tham gia nhóm của các người chứ, tôi là Tề Thiên Đại Thánh, đừng bao giờ mời tôi. Bát Giới đưa Yuji đến và hỏi Sa Ngộ Tĩnh tên mới của Yuji nghe có hay không. Ngộ Không bối rối hỏi tên cô ta là gì. Bát Giới nói anh đã nói chuyện này trong nhóm chat rồi. Ngộ Tĩnh nói Ngộ Không không có trong nhóm. Bát Giới liếc nhìn điện thoại của mình, hóa ra Sun Mi chỉ không mời Ngộ Không vào nhóm. Ngộ Không giận dữ trở về phòng, nhìn vào điện thoại của mình không thấy có tin nhắn nào, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi bị trục xuất khỏi thiên giới tôi còn không đau khổ thế này, một nhóm chat có là gì chứ. Tối đó Ngộ Không phát hiện Yuji cũng được mời vào nhóm chat, điều này khiến Ngộ Không cảm thấy mình bị thế giới bỏ rơi. Yuji an ủi Ngộ Không, Sun Mi và chúng tôi đang trò chuyện trong nhóm bởi vì anh có một chiếc vòng kim cô. Đây là đường dây riêng dành riêng cho anh, cô ấy có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Nghe xong lời này Ngộ Không cảm thấy tốt hơn nhiều. Sáng hôm sau mọi người ngồi lại với nhau và ăn sáng, bởi vì hôm qua Ngộ Không đã tăng nhiệt độ máy sưởi ấm lên, kết quả là cơ thể Yuji lại bắt đầu có mùi khó chịu. Ngộ Không nói sẽ tốt hơn nếu cho Yuji vào ngăn đá để đông lạnh. Yuji đáng yêu sợ hãi đến rơi nước mắt. Lúc này điện thoại di động của ba người đồng thời vang lên. Ngộ Không ngạc nhiên hỏi có phải Ma Vương cũng ở trong nhóm không. Tề Thiên Đại Thánh không có trong nhóm sao, muốn tôi mời cậu vào không.
Đại ca nói rằng anh ấy không thích chat trong nhóm, anh ấy thấy quá ồn ào nên đừng mời anh ấy. Mặc dù Ngộ Không cũng muốn xin vào, nhưng nghe Ngộ Tĩnh nói vậy, anh chỉ có thể cứng họng không nói thêm được gì. Chú ý xem người phụ nữ này có thể giảm cân ngay cả khi ăn nhiều như thế này. Cô ấy cảm thấy mình rất hạnh phúc, cô không hề biết rằng trên cơ thể cô có một con thực trùng đang hút tinh chất và dưỡng chất của cô ấy. Thực sự quá kinh khủng, Sun Mi nghe nói một quán bar có thực trùng xuất hiện nên quyết định đi điều tra. Sau khi nghe được chuyện này, Ngộ Không đã đến quán bar tìm Sun Mi, anh vẫn đang lẩm bẩm trong miệng. Vậy thì cô dùng nhóm chat để tám chuyện, thì sao cô không gọi cho tôi bằng đường dây chuyên dụng riêng? Ngộ Không đi giữa đám đông để tìm kiếm Sun Mi, lúc này Sun Mi bước vào quán bar từ phía bên kia. Đúng lúc cô đang do dự có nên gọi Ngộ Không tới không, thì bỗng nhớ lại những lời cay nghiệt anh từng nói. Cô đã lập tức từ bỏ ý định này. Sun Mi nhận thấy rằng hầu hết mọi người trong quán bar đều có hình xăm giống nhau. Cô nhìn thấy một người phụ nữ bước vào nhà vệ sinh, liền nhanh chóng đi theo. Người phụ nữ này có nước da tái nhợt và cơ thể gầy gò, thoạt nhìn có vẻ như suy dinh dưỡng. Sun Mi cố tình bắt chuyện, sau khi bày tỏ mong muốn giảm cân, người phụ nữ truyền hình xăm trên cơ thể cho Sun Mi. Sau khi người phụ nữ này bước ra liền bắt đầu ăn uống điên cuồng. Ngộ Không phát hiện thực trùng đang hút tinh hoa và chất dinh dưỡng của người phụ nữ, sau đó anh giúp người phụ nữ giải quyết thực trùng. Rồi anh thấy Sun Mi ngồi cạnh đang ăn gì đó, anh phát hiện Sun Mi cũng bị thực trùng bám theo. Ngộ Không muốn giúp Sun Mi thoát khỏi thực trùng trên cơ thể cô, nhưng Sun Mi ngăn Ngộ Không lại. Cô ấy muốn tận dụng khoảng thời gian có thể ăn mà không bị béo để ăn nhiều hơn. Ngộ Không phớt lờ cô, giơ tay lên đuổi con thực trùng trên người Sun Mi. Có phải mọi cô gái đều có mong muốn được ăn mà không bị béo? Cả hai đến trung tâm thể hình Kingdom. Sun Mi đã tìm được một huấn luyện viên xăm hình. Cô phát hiện ra huấn luyện viên không phải là người cô đang tìm kiếm. Ngộ Không nói rằng thực trùng đang ở đây rõ ràng là lời nói dối, nhưng vẫn chọn tin vào tâm lý yếu đuối của con người, một người phụ nữ đang rất cố gắng để giảm cân. Cô phát hiện ra mình đã không giảm cân thành công, khi giải phóng sự oán giận với mỡ của cơ thể thì ác quỷ sẽ chiếm lấy ngay lập tức. Con ma nói với Sun Mi, chính sự hèn nhát của con người đã cho ta cơ hội lợi dụng và ngươi không thể làm gì ta sẽ luôn ở trong thân xác này. Sau khi nghe điều này, Sun Mi mỉm cười nhẹ và nói rằng mày sẽ ngoan ngoãn ra ngoài thôi. Cô lập tức cắt ngón tay của mình, huyết tương chảy ra tỏa hương hoa sen. Tà ma bị thu hút bởi hương thơm của hoa sen, chui khỏi cơ thể người phụ nữ, rồi chậm rãi tiếp cận Sun Mi. Cô ngay lập tức triệu hồi Tôn Ngộ Không, anh cho ác quỷ một cái vỉ đập ruồi, rồi nhặt tạ lên và tiêu diệt ác quỷ. Ác quỷ hét lên ta ghét con khỉ nhà ngươi, rồi biến mất trong không khí. Ngộ Không giúp Sun Mi chữa trị vết thương. Sun Mi nói rằng cô ấy đã dùng chiếc vòng kim cô để trói buộc anh bên cạnh mình, cô cảm thấy rất có lỗi. Ngộ Không nói không cần tháo nó ra, một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cách thoát thân. Đêm giao thừa, mọi người tập trung tại quán của Hạ Tiên Nữ, lễ rung chuông đang chiếu trên TV. Người rung chuông tên là Kang Dae Sung. Trong khi mọi người đang thảo luận, Ju Ji thấy người đàn ông này trông rất quen. Liệu người đàn ông này có liên quan gì đến cái chết của Ju Ji không? Ngày hôm sau, Sun Mi mua rau ở chợ rau thì gặp chàng trai ở cửa hàng tạp hóa. Cô được chàng trai đưa đến cửa hàng tạp hóa. Ngay khi cô bước vào cửa liền nhìn thấy chiếc lọ có thể dự đoán những điều không hay. Cô từ từ mở nó ra, nước bên trong chảy ra. Sau đó Sun Mi nhìn thấy tiếng súng trong thành phố sẽ biến thành đống đổ nát, nó giống như ngày tận thế. Sun Mi sợ hãi trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, lúc này Bo Ji bước vào, tôi vừa nhìn thấy gì vậy, đó là điều tồi tệ sẽ xảy ra trong tương lai. Ngăn chặn những điều xấu đó xảy ra chính là sứ mệnh của Tam Tạng, Bo Ji nói với Ngưu Ma Vương. Tam Tạng nhìn thấy thế giới khi cánh cổng địa ngục mở ra. Ngưu Ma Vương hỏi Bo Ji người phải hy sinh để ngăn cánh cửa địa ngục mở ra là Tam Tạng hay Tôn Ngộ Không. Bên này Sun Mi đang ngồi trên ban công trầm ngâm suy nghĩ. Trời bắt đầu có tuyết rơi, cô nhẹ nhàng gọi Tôn Ngộ Không, Ngộ Không ngay lập tức đến với cô. Trong lòng Sun Mi, người duy nhất cô có thể dựa vào chính là Ngộ Không. Cô nói với Ngộ Không cô nhìn thấy cánh cửa địa ngục mở ra. Cô cảm thấy mình nên ngăn chuyện này xảy ra. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, xin hãy bảo vệ tôi đến giây phút cuối cùng. Cho dù thế giới có bị hủy diệt tôi cũng sẽ bảo vệ em thật tốt. Ngưu Ma Vương tặng thước phim từ những năm 1930 cho bảo tàng. Bởi vì Ngưu Ma Vương đã có những đóng góp to lớn cho giới văn học nghệ thuật nên sẽ được nhận huân chương của Tổng thống, Ma Vương không hề để lộ sự quan tâm của mình ra bên ngoài. Nhưng trong lòng anh hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên. Sun Mi và trợ lý Han Ju đến một khách sạn, những chuyện kỳ lạ thường xảy ra ở khách sạn này. Chủ khách sạn rất sợ hãi, vì thế đã đề xuất bán cho Sun Mi. Sun Mi hỏi Han Ju ở đây đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì. Han Ju nói với Sun Mi, mỗi khi có người đang ân ái thì đột nhiên xuất hiện những thứ kỳ lạ làm hỏng chuyện. Lúc này Ngộ Không bước ra từ phòng tắm, Han Ju bối rối, Sun Mi bảo Han Ju ra ngoài đón chủ khách sạn. Sau đó, cô định làm gì, muốn khiến tôi động lòng sao? Thì ra Sun Mi muốn giả vờ thân mật với Ngộ Không, từ đó dụ ác quỷ ra, Ngộ Không muốn nhân cơ hội này để thân mật với Sun Mi. Lúc này ác quỷ đột nhiên xuất hiện, Ngộ Không nháy mắt với ác quỷ, kêu ác quỷ đừng làm phiền họ, nhưng ác quỷ bất hạnh này không những không rời đi mà nó thậm chí còn theo dõi họ sát sao hơn. Ngộ Không lập tức đứng dậy, kéo ác quỷ vào phòng tắm, anh không thèm giải thích đã tung chiêu đánh ác quỷ hồn bay phách tán, giải quyết ác quỷ xong. Ngộ Không bước ra và nói với Sun Mi, có lẽ còn có một ác quỷ khác. Chúng ta tiếp tục đi. Sun Mi đã nhìn thấu suy nghĩ của Ngộ Không, cô bảo Ngộ Không đừng giở trò đồi bại nữa.
Ngộ Không bực bội dẫm lên hộp khăn giấy trên mặt đất, anh tìm thấy một chiếc camera giấu trong hộp. Ngộ Không nói rằng đó là vì ham muốn bẩn thỉu, muốn nhìn trộm người khác. Đây là lý do tại sao nơi này thu hút ác quỷ, rồi họ bắt được kẻ rình mò. Ngộ Không và Sun Mi đến quảng trường. Tâm trạng Sun Mi rất tốt, hôm nay không chỉ giải trừ được tà ma mà còn bắt được kẻ xấu. Nếu cứ tiếp tục làm như vậy, có lẽ có thể ngăn chặn cánh cổng địa ngục mở ra. Sun Mi nói với Ngộ Không đừng để thế giới tôi yêu quý bị phá hủy. Ngộ Không nói với Sun Mi rằng cô yêu gì đều không quan trọng, chỉ có tình yêu của anh dành cho cô mới là quan trọng. Điều này khiến Sun Mi nhận ra tình cảm của Ngộ Không dành cho cô thực sự là giả dối. Thế là hai người bắt đầu vừa yêu vừa hận nhau. Sun Mi chỉ sợ mình bị cám dỗ, còn Ngộ Không không thực sự yêu cô ấy. Tối đó, Ngưu Ma Vương vui vẻ trở về nhà. Du Ji mua nước hoa hương hoa sen để che đi mùi cơ thể. Tuy nhiên, không ai quan tâm đến việc Ma Vương được nhận huy chương. Điều này làm cho Ma Vương cảm thấy rất thất vọng. Anh vào phòng thì thấy Ngộ Không đang sử dụng mỹ phẩm của mình. Anh vừa định chửi mắng, nhưng Ngộ Không lại bất ngờ chúc mừng Ngưu Ma Vương vì mới nhận được huân chương. Tôi nghe nói là huân chương hạng nhất gì đó, thật lợi hại, không hổ là Ma Vương. Trong lòng Ma Vương rất vui mừng, anh còn dạy Ngộ Không cách sử dụng mỹ phẩm. Ngộ Không nói với Ma Vương Tam Tạng nói rằng cô ấy không thích anh khiến anh rất đau lòng. Ma Vương nói là do chiếc vòng kim cô, cậu sẽ rất khó để thoát khỏi số phận này. Cậu không thể chia sẻ nỗi đau đó với người khác. Lúc này Ngộ Không đang âm mưu trong lòng, anh chàng bảo vệ này trong lúc tuần tra đã nhìn thấy một cô bé mặc kimono. Hóa ra đó là một món đồ cổ, nó sẽ gắn liền với linh hồn của chủ nhân. Sun Mi đến quán Hạ Tiên Nữ uống rượu. Hạ Tiên Nữ hỏi tại sao không mời Ngộ Không đi cùng. Sun Mi nói cô không muốn làm vậy vì chiếc vòng kim cô mà bắt Ngộ Không phải ở bên cạnh mình. Hạ Tiên Nữ đã nhìn ra Sun Mi vì tình cảm của Ngộ Không dành cho cô không phải là thật nên mới thấy buồn. Sun Mi cho rằng tình cảm của Ngộ Không dành cho cô là giả tạo. Cô sợ mình bị cám dỗ, thế nên cô cố tình xa lánh Ngộ Không. Cô cũng không nên ngó lơ cảm xúc của anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng yêu cô. Vì thế anh ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương và thực sự cảm nhận được nỗi đau. Hôm sau Ngộ Không đến gặp Đông Tướng Quân. Đông Tướng Quân nói với Ngộ Không gần đây Sun Mi hay đến chỗ Hạ Tiên Nữ nói chuyện phiếm. Ngộ Không nghe xong liền vui vẻ nói hàng ngày anh sẽ đến chỗ của Hạ Tiên Nữ để đợi Sun Mi. Lúc này Ngộ Không nhìn thấy những người hâm mộ đang kiên nhẫn chờ đợi Bát Giới ở bên đường. Đông Tướng Quân nói rằng bọn họ theo đuổi rất gắt gao khiến cho Bát Giới cảm thấy rất nặng nề. Để tặng quà cho Bát Giới mà chờ đợi hàng giờ, nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng. Ngộ Không chợt nghĩ đến mình, anh cảm thấy mình cũng giống như những người hâm mộ đó. Ngộ Không nghĩ lại mới thấy bản thân đã trở nên quá thảm hại. Ngộ Không vẫn đến tặng kem cho Sun Mi. Tuy nhiên Sun Mi không thích kem đậu phộng. Cô nói với Ngộ Không tôi thích gì đối với anh mà nói đều không quan trọng. Vậy nếu tôi muốn biết em thích gì, em sẽ nói cho tôi biết chứ. Tôi sẽ không hét to rằng tôi yêu em nữa. Vì vậy thay vào đó hãy cho tôi biết em thích gì. Tôi sẽ lắng nghe và quan tâm. Sun Mi nói với Ngộ Không. Cô thích kem vị dâu. Màu sắc yêu thích là màu xanh lá cây. Quả nhiên điều quan trọng là phải biết em thích gì. Sau này hãy từ từ nói với tôi. Những câu nói này vô tình khiến Sun Mi rung động. Bên kia thư ký đang nói chuyện với giám đốc bảo tàng, sắp xếp một buổi chiếu phim. Người quản lý đang nhìn vào một tấm gương cổ, bỗng nhiên phía sau người quản lý xuất hiện một cô bé mặc kimono, người quản lý sợ quá ngất xỉu. Lúc này thư ký đi đến, nhìn ra cô bé chính là linh hồn gắn liền với đồ cổ, cô muốn bắt cô bé. Cô bé liền trốn vào phim do Ngưu Ma Vương tặng, thư ký đã nói với Ma Vương về chuyện này, Ma Vương quyết định bước vào bộ phim bắt cô bé ra ngoài. Nhưng anh cần sự giúp đỡ của Tam Tạng, vì vậy anh đã nhờ thư ký liên lạc với Sun Mi. Và lúc này Sun Mi đang ở trong rạp chiếu phim với Ngộ Không, họ chuẩn bị xem bộ phim cô yêu thích đã lâu thì nhận được cuộc gọi từ thư ký. Ngộ Không và Sun Mi đến công ty của Ma Vương. Ma Vương yêu cầu Sun Mi và Ngộ Không đi vào bộ phim bắt cô bé mặc kimono. Sun Mi không đồng ý đi cùng Ngộ Không. Tôi sẽ không dẫn theo Tôn Ngộ Không vào. Chuyện bức ảnh ma lần trước Ma Vương anh đã nhốt Ngộ Không của tôi vào trong đó. Có lẽ lần này anh sẽ làm chuyện tương tự. Lần này xin Ma Vương hãy đi cùng với tôi. Ngộ Không cảm thấy vui mừng sau khi nghe thấy vậy. Vì vậy Sun Mi và Ma Vương đã vào trong bộ phim. Đúng lúc cả hai đang đợi tàu đi tìm cô bé, Ma Vương nhìn thấy Thiết Phiến Công Chúa ở thời đó. Thế là Ma Vương quyết định chia ra hành động. Anh nói với Sun Mi nếu như xảy ra sự cố thì triệu hồi Tôn Ngộ Không ngay. Sun Mi đến một cái sân, đi vào ngôi nhà với tư cách là khách và phát hiện ra cô bé mặc kimono. Trên đường ra ngoài, cô bé và gia đình dùng súng bắn Sun Mi. Khi cảm nhận được sinh mệnh đang từ từ mất đi, cô rơi nước mắt trong tuyệt vọng. Lúc này Sun Mi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Bên tai cô truyền đến âm thanh Ngộ Không đang gọi cô, tỉnh lại đi Jin Sun Mi. Sun Mi đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang trong rạp chiếu phim với Ngộ Không và đang chiếu bộ phim yêu thích của mình. Cô ngạc nhiên hỏi Ngộ Không chuyện gì đã xảy ra, giờ anh mới kể lại tận tình mọi chuyện. Tôn Ngộ Không đã cứu Sun Mi như thế nào? Hóa ra thế giới nơi Sun Mi bị bắn chết phải bị thiêu rụi thì mới có thể đưa cô ấy trở về an toàn. Thế là Ngộ Không vào phim thiêu rụi cả thế giới đó, vì Tam Tạng Tôn Ngộ Không đã hủy diệt một thế giới. Ma Vương trở về nhà, phát hiện trong nhà toàn là mùi hương hoa sen. Du Ji nói Ma Vương rất nhạy cảm với mùi. Tôn Ngộ Không thắp nến thơm suốt ngày, Ma Vương rất bối rối. Tôn Ngộ Không từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy? Ma Vương dẫn Du Ji đến công ty, tặng Du Ji một quả cầu khi tổ chức World Cup tại Hàn Quốc, giúp Du Ji khôi phục lại bộ não đã mục nát của mình.
để cô ấy có thể nhớ những gì đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình. Juji nhìn vào bức ảnh người phụ nữ mặc đồ đỏ trên tường, tò mò hỏi Ma Vương đây là ai. Ma Vương nói với Juji người này là Thiết Phiến công chúa, cô ấy ban đầu là một nữ thần trên trời, do phạm sai lầm nên bị giáng xuống nhân gian sống một cuộc đời khốn khổ rồi chết trong đau đớn. Hình phạt của cô ấy là sống lặp đi lặp lại một cuộc đời đau khổ. Bên kia Hạ Tiên Nữ và Boji cũng đang nói về Thiết Phiến công chúa. Hạ Tiên Nữ hỏi Ma Vương có cách nào cứu được Thiết Phiến công chúa không. Boji nói với Hạ Tiên Nữ điều mà Ma Vương có thể làm là trở thành bất tử càng sớm càng tốt, bằng cách này xiềng xích của vòng lặp mới có thể bị cắt đứt. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không gây rắc rối, Ma Vương sẽ đạt được điều ước của mình. Ngộ Không gần đây khá an phận, điều này khiến Boji rất bất an. Bởi vì tính cách của loài khỉ tuyệt đối không thể nào an phận được, Ma Vương trở về nhà, thấy áo của Ngộ Không không treo trên sừng trâu. Mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập nến thơm, khiến cho Ma Vương cảm thấy rất dễ chịu. Anh nhìn thấy Ngộ Không đang đợi mình với rượu vang đỏ. Ngộ Không chúc mừng Ma Vương được tặng huân chương, nói muốn uống rượu để ăn mừng. Ngộ Không nói đây là loại rượu ngon nhất ở Thủy Liêm Động, anh đặc biệt mang đến để chia sẻ với Ma Vương. Ma Vương đang tự hỏi, phải chăng hắn đang ăn mừng với mình? Ngộ Không nói còn có điều muốn chia sẻ, vì chiếc vòng kim cô này Tam Tạng và tôi đều đau đớn tột cùng. Vì vậy Ma Vương cũng phải đau khổ cùng tôi. Lúc này Ma Vương nhận ra có điều gì đó không ổn. Hóa ra Tôn Ngộ Không đã bỏ huyết tương của Đường Tăng vào ly rượu. Như Ma Vương tỏ ra không tin, nếu là máu của Đường Tăng thì anh phải ngửi ra từ lâu rồi chứ. Tôn Ngộ Không nói mình đã cố tình đốt nến có mùi hương hoa sen, mục đích là để đánh lừa thính giác của Ngưu Ma Vương. Ma Vương thầm nghĩ không xong rồi, mình bị mắc bẫy của một con khỉ. Ngộ Không lợi dụng lúc Ma Vương không để ý, cho huyết tương của Tam Tạ trong chiếc nhẫn của anh ấy vào rượu. Bản chất yêu quái của Ngưu Ma Vương bị huyết tương của Tam Tạ kích thích, vì thứ không bao giờ có được sẽ tạo ra nỗi đau dẫn đến khao khát. Lúc này Sun Mi bước vào, nếu Ma Vương không kiềm chế được bản tính yêu quái của mình mà ăn thịt Sun Mi, anh ấy sẽ không bao giờ trở thành bất tử, cũng không thể cứu Thiết Phiến công chúa nữa. Sun Mi ngạc nhiên nhìn thư ký, vào thời điểm quan trọng, Ngộ Không và Ma Vương kịp thời đi đến, con dao đâm xuyên qua cơ thể của Ma Vương. Thư ký thấy Ma Vương xuất hiện thì vô cùng hoảng loạn. Này thư ký chó, nếu cô dám làm chuyện này một lần nữa, cô sẽ chết chắc. Lúc này Sun Mi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Cô hỏi thư ký có phải cô thư ký vừa muốn đâm tôi không? Đúng, tại sao? Bởi vì Ma Vương muốn ăn thịt cô. Tại sao? Bởi vì tôi đã uống huyết tương của cô. Làm sao lại như vậy chứ? Là tôi đưa cho anh ấy uống. Tại sao anh lại đưa cho anh ấy? Bởi vì anh muốn tôi biến mất sao? Đúng. Sau khi nghe điều này Sun Mi buồn bã rời đi. Lúc này con khỉ cảm thấy trong lòng có chút hối hận. Sun Mi ngồi một mình trong xe và khóc. Trong lòng cô, Ngộ Không đã là người thân thiết nhất, cảm giác bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng không thoải mái chút nào. Ma Vương và cô thư ký trở lại văn phòng. Thư ký hỏi về vết thương của Ma Vương. Ma Vương nói so với vết thương của tôi, con khỉ kia trông còn đau khổ hơn tôi. Ngày hôm đó vết bẩn khiến Ngộ Tĩnh bận tâm cuối cùng đã được lau sạch. Anh hạnh phúc nấu một bữa tối thịnh soạn. Ngộ Không và Ngưu Ma Vương đối đầu ăn miếng trả miếng trên bàn ăn. Juji nói rằng cô ấy đã hẹn Sun Mi đến nhà ăn cơm, nhưng cô ấy đã từ chối. Ma Vương nói Sun Mi không muốn ngồi cùng bàn với kẻ phản bội, nhưng Ngộ Không lại nói Sun Mi không muốn ăn cùng thú săn mồi. Ngộ Tĩnh cho rằng vết bẩn càng để lâu thì càng khó làm sạch. Anh kêu Ma Vương và Ngộ Không tìm Sun Mi để xin lỗi càng sớm càng tốt. Hôm sau Ma Vương gọi Sun Mi đến công ty, kêu thư ký xin lỗi Sun Mi và hứa rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai. Sun Mi đã chấp nhận lời xin lỗi. Khi Sun Mi rời khỏi công ty của Ma Vương thì gặp một người đàn ông rất lịch sự. Anh ta lịch sự nhường đường cho Sun Mi sau khi nhìn thấy Sun Mi. Sau đó anh ấy liền làm động tác chụp ảnh. Trong khung ảnh chỉ có khuôn mặt hiền lành và xinh đẹp của Sun Mi. Ngưu Ma Vương ký hợp đồng với Dragon Studio của người đàn ông này. Anh phát hiện những bộ phim họ đã quay quả thực được tạo ra dựa trên nguyên mẫu là Sun Mi. Ma Vương hỏi người đàn ông mối quan hệ giữa anh với Sun Mi là gì. Người đàn ông nói với Ma Vương rằng Sun Mi là mối tình đầu của anh ấy. Sau khi Ma Vương nghe xong liền nghĩ mình có thể gây rắc rối cho con khỉ nữa rồi. Bên kia Sun Mi không thể không bận tâm đến thái độ của Ngộ Không đối với cô trong một thời gian dài. Cô đến trò chuyện với Đông Tướng Quân. Đông Tướng Quân hỏi Sun Mi có cần giúp cô tạo cơ hội không. Hôm nay đợt lạnh mạnh nhất đang đến, có thể làm cho vòng kim cô tạm thời không có tác dụng. Đây là cơ hội để Sun Mi xác nhận tâm ý của Ngộ Không. Buổi tối Sun Mi mời Ngộ Không đến cầu ước nguyện. Lúc này ngoài trời có tuyết rơi, vòng kim cô của Ngộ Không bị Đông Tướng Quân âm thầm đóng băng. Trong lúc tuyết rơi, cô có khoảng thời gian rất ngắn về sự chân thành của anh ấy. Cô muốn biết điều gì? Tôn Ngộ Không, tôi muốn biết bây giờ tôi có đẹp không? Rất xinh đẹp, bởi vì anh yêu em. Sau khi Ngộ Không đến cầu ước nguyện, anh cảm thấy như bị cảm lạnh và thấy khó chịu. Ma Vương nghi ngờ hỏi cơ thể cậu còn có thể bị cảm lạnh sao? Tôi cảm thấy Ngộ Không bị bệnh tương tư. Ma Vương nói muốn mời một người là con người đến nhà chúng ta, là một nhà sản xuất đến từ nước ngoài, và anh ấy định gọi Sun Mi đi cùng. Ngộ Không đồng ý. Ma Vương tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau có thể khiến Ngộ Không rơi nước mắt vì ghen tị. Trong lòng rất vui sướng, Sun Mi đến quán Hạ Tiên Nữ để uống rượu. Hạ Tiên Nữ hỏi Sun Mi, trong khi chiếc vòng kim cô bị đóng băng, cô có hỏi điều mà cô muốn biết không? Sun Mi cũng không chắc chắn. Vì vào giây phút cuối tuyết chợt ngừng rơi, Hạ Tiên Nữ khuyên Sun Mi không thể thích yêu quái, nên tìm một con người để thích.
Nếu trái tim cô bị một con yêu quái chiếm giữ, cô sẽ gặp nguy hiểm. Sáng sớm Sa Ngộ Tĩnh đi chợ hải sản mua nguyên liệu, đột nhiên bị một con bạch tuộc thu hút. Nó nói rằng nó là con trai thứ hai của Đông Hải Long Vương, tên là Ngọc Long. Nó kêu Ngộ Tĩnh giải cứu nó. Ngộ Tĩnh đưa Ngọc Long đến công ty của Ma Vương. Hóa ra Ngọc Long hiện đang bị trừng phạt, không có sức mạnh của yêu quái. Đó là lý do tại sao anh ta bị bắt, suýt nữa đã bị bán ở chợ cá. Boji kể Ngọc Long bán thuốc cho tiên cá để biến thành người nên bị trừng phạt. Ngọc Long chạy ra ngoài trong lúc không có ai để ý, rồi nhập vào cơ thể nữ diễn viên nổi tiếng Alice của công ty Ma Vương. Ma Vương thuyết phục Ngọc Long quay trở lại biển. Ngọc Long nói anh ấy đang tìm kiếm một món đồ, nếu tìm thấy mới trả lại cơ thể này. Ma Vương quyết định để Chư Bát Giới trông coi Ngọc Long. Ma Vương đến công ty bất động sản của Sun Mi, nhờ Sun Mi tìm nàng tiên cá mà Ngọc Long nói, rồi đưa nàng tiên cá về biển. Bên này Ngọc Long tìm đến Sa Ngộ Tĩnh và nhờ anh đi tìm nàng tiên cá, rồi đưa cho cô ấy con dao. Nàng tiên cá không có được tình yêu của con người thì sẽ không thể nào ra biển an toàn. Cô phải dùng con dao này để đâm vào trái tim con người, nếu không cô sẽ biến mất. Ma Vương không hề biết về chuyện này, vậy nên Ngọc Long mới nhờ Ngộ Tĩnh và hứa rằng nếu tìm thấy nàng tiên cá, anh ấy sẽ đưa cho cô ấy con dao, rồi dùng nước mắt ảo ảnh để đổi lấy. Nước mắt ảo ảnh là nước mắt của nàng tiên cá, nó có thể đưa con người vào một giấc mơ giả tưởng nhưng vô cùng chân thực. Bởi Ngộ không đang bị cấm uống rượu nên anh muốn nhân cơ hội có thể uống rượu thỏa thích trong ảo ảnh này. Tôi phải đi tìm nàng tiên cá nhanh thôi, tìm ở đâu? Nếu muốn dụ yêu quái ra thì không có con mồi nào tốt hơn Tam Tạng. Ngộ không và Sun Mi đến thư viện trường. Bởi vì Sun Mi nghe nói người yêu nàng tiên cá là thủ thư ở đây, mục tiêu đã nhắm được rồi. Hóa ra người đàn ông này đã chuyển đối tượng và yêu một người khác. Buổi tối Sun Mi ở một mình trong thư viện, lúc này một con ma cụt chân xuất hiện. Hóa ra cô ấy chính là nàng tiên cá mà Sun Mi đang tìm kiếm. Sun Mi đi vào nhà vệ sinh hứng nước vào xô, bởi vì Ngưu Ma Vương đã nói với cô ấy, nếu nàng tiên cá chạm vào nước sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Sun Mi mang theo một cái xô đi trên hành lang u ám. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó đằng sau mình, cô quay lại và thấy nàng tiên cá xuất hiện phía sau mình. Cô nhấc xô lên và đổ nước ra, nhưng phát hiện nàng tiên cá không hề thay đổi chút nào. Nàng tiên cá quay người bỏ đi, Sun Mi ngay lập tức đuổi theo cô. Ngộ không đang đi đi lại lại ở phía bên kia hành lang, nàng tiên cá từ từ tiếp cận Ngộ không từ trên trần nhà. Khi Ngộ không nhìn thấy nàng tiên cá, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, Sun Mi đuổi theo cô ấy. Cô nhìn thấy Ngộ không đưa dao cho nàng tiên cá, nàng tiên cá cầm lấy con dao và rời đi. Sun Mi hỏi Ngộ không chuyện gì đang xảy ra vậy. Lúc này tâm trạng Ngộ không không tốt, anh lười giải thích và cũng chẳng nói gì, chỉ nói với Sun Mi rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ cô có thể quay về. Sun Mi lo lắng nàng tiên cá sẽ làm hại con người. Trong khi chờ thang máy, cô đã nhìn thấy người mà nàng tiên cá thích. Cô chợt nhớ ra nếu nàng tiên cá ở gần đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ giết anh ta. Sun Mi cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng đuổi theo sau. Người đàn ông đi đến một nhà kho, dọn sạch một số phế phẩm làm lộ ra một chiếc túi. Anh đã mở nó ra, bên trong hóa ra là thi thể của nàng tiên cá. Lúc này người đàn ông cũng phát hiện bên trong thực chất là thi thể một nàng tiên cá. Anh rất hoảng loạn. Lúc này Sun Mi vội chạy tới, nhìn thấy xác nàng tiên cá đã trao mọi thứ cho con người này, kết quả lại thật bi thảm và chết. Sun Mi nói với người đàn ông, nàng tiên cá sẵn sàng tha thứ tất cả và hóa thành bong bóng ra đi. Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích bịa đặt, mọi thứ anh làm sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Lúc này linh hồn nàng tiên cá đi đến, chuyện đó sẽ in sâu vào trái tim anh, khiến anh đau khổ suốt đời. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, linh hồn nàng tiên cá biến thành một vũng nước trong vắt, mọi mối quan hệ đều xứng đáng được coi trọng. Những kẻ tùy tiện chà đạp lên tình cảm của người khác cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Sun Mi đến quán rượu của Hạ Tiên Nữ thì thấy Ngộ không đã đợi ở đây từ sớm. Sun Mi hỏi Ngộ không rõ ràng biết mọi thứ về nàng tiên cá, tại sao anh không nói cho tôi biết. Ngộ không nói rằng con người ích kỷ và không thể tin cậy được, anh sợ Sun Mi ngăn cản nàng tiên cá trả thù. Con người là sự tồn tại không thể tin được, tôi cũng nghĩ tôi có thể thay đổi. Nếu là tôi sẽ bỏ rơi anh sau khi lợi dụng anh cũng có thể đâm tôi một dao. Ngộ không liền hỏi Sun Mi nếu cô có thể có một trải nghiệm trong tưởng tượng giống như thực tế, cô muốn thử điều gì. Sun Mi nói cô muốn quay về tuổi thơ và gặp bà ngoại. Ngộ không nhận được nước mắt ảo ảnh do Ngọc Long ban tặng, Yuji chuẩn bị vòng xoay cho Ngộ không để Ngộ không có thể chọn đồ uống. Cuối cùng Ngộ không đã chọn rượu whisky, Ngộ Tĩnh lập tức đi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Ngộ không. Tối đó Sun Mi về đến nhà, bỗng cô thấy bà đang ngồi trên sofa. Sun Mi à, bà ngoại, cháu gái ngoan của bà. Ngộ không dùng nước mắt ảo ảnh của mình cho Sun Mi, còn bản thân thay vì được uống rượu, anh chỉ có thể uống nước lọc mà thôi. Đêm nay Sun Mi đã có một giấc mơ giống như thực và rất ngọt ngào. Yuji đăng video nhảy của mình lên mạng, mong gia đình có thể xem được và liên lạc với cô ấy. Bởi vì Yuji cảm thấy cơ thể mình đang dần dần thối rữa, cô thực sự muốn gặp lại gia đình. Hóa ra Yuji chỉ có một người thân là mẹ cô. Mẹ cô đổ bệnh vì quá mệt mỏi khi phải tìm kiếm Yuji. Có hai tên côn đồ đang theo dõi mẹ Yuji bên ngoài phòng bệnh. Đột nhiên chúng phát hiện ra đoạn video nhảy mà Yuji đã đăng lên mạng. Chúng rất kinh hoàng. Bên kia trong nhà, Ngưu Ma Vương chuẩn bị bữa tối thịnh soạn bởi vì anh muốn tạo cơ hội cho Jonathan, người luôn yêu thầm Sun Mi. Nghĩ đến việc Sun Mi và Jonathan sẽ sớm chính thức thành đôi có thể khiến cho Ngộ không lo lắng và ghen tị, Ma Vương thấy rất vui mừng. Lúc này Sun Mi bước vào và Jonathan cũng theo sau Sun Mi bước vào.
Con khỉ đã nhìn thấy Sunmi gửi lời chào thân mật đến Jonathan, cảm giác như con khỉ sắp nổ tung rồi. Ma Vương bắt đầu nhảy múa bên cạnh. Anh ta đắc ý rằng mình đã thành công chọc tức con khỉ này. Đây là một vở kịch điên rồ được sắp đặt bởi Ma Vương, nhưng Tôn Ngộ Không lại nói rằng Ma Vương sẽ phải hối hận thôi. Sau đó anh liền đi đến chỗ Sunmi, rồi ngay lập tức ôm lấy cô ấy. Ma Vương còn chưa hiểu chuyện gì. Ngộ Không lại bày tỏ rằng anh rất nhớ Sunmi, sau đó bất ngờ trao cho cô nụ hôn, làm cho Sunmi cứng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi còn dặn dò Sunmi tuyệt đối không được rung động với người đàn ông khác ngoài anh ra. Bên kia Ngộ Không trong quán bar của Hạ Tiên Nữ vẫn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi. Thực sự là một trải nghiệm khó quên. Lúc này Bát Giới tới nhắc nhở Ngộ Không, Sunmi đang gặp gỡ người đàn ông khác. Khiến Ngộ Không nổi giận, trời ơi là lửa, cậu không thấy anh ấy đang giận dữ sao? Hãy rời đi trước khi cậu bị biến thành thịt nướng. Bên này, Ma Vương từ biệt Jonathan. Khi quay về thì thấy Sunmi đang chờ Ngộ Không, thế là Ma Vương không làm trâu nữa, lấy hết nước sốt do Ngộ Không làm ra. Và nói với Sunmi rằng Ngộ Không đã dành 4 ngày 3 đêm hầm cẩn thận món nước sốt này, chính là để chấm nước thịt của cô đó. Sunmi trở về nhà, thấy Ngộ Không đang đợi cô, vì vậy cô bắt đầu hỏi Ngộ Không tại sao anh ấy lại có thể làm nước sốt. Ngộ Không giải thích rằng anh ấy tự làm nước sốt nhưng không có ý định ăn thịt cô. Sunmi vẫn không phục, cuối cùng cả hai chia tay trong đau khổ, Ngộ Không trở về nhà. Nhìn những loại nước sốt trên bàn, anh không chút do dự đốt hết nước sốt đi, rồi giận dữ bỏ đi. Ma Vương đang trốn ở một bên nhìn thấy dáng vẻ của Ngộ Không biết rằng âm mưu xấu xa của mình đã thành công. Ngày hôm sau Ma Vương tìm đến Sunmi. Anh nói với Sunmi đợi cho đến khi cô hoàn thành sứ mệnh của Tam Tạng, vòng kim cô sẽ biến mất, lúc đó cô sẽ không còn mang thân phận của Tam Tạng. Ngộ Không không có lý do gì để ăn thịt cô, đến lúc đó Ngộ Không sẽ không còn chút hứng thú nào với cô. Anh kêu Sunmi yên tâm, sau khi nghe chuyện này Sunmi không vui chút nào. Trong lòng cô tràn đầy lo lắng, Ma Vương nhìn ra được điều đó và nói với thư ký, Tam Tạng không sợ bị ăn thịt, mà sợ tâm ý của Ngộ Không cũng sẽ biến mất không dấu vết cùng với chiếc vòng kim cô. Vậy là Sunmi đã yêu con khỉ đó rồi. Thư ký mời Yuji đến đài truyền hình để quay phim. Yuji đến trước cửa đài truyền hình, nhìn thấy một chiếc ô tô có biển số mà cô thấy quen quen, vì vậy cô bước tới để kiểm tra. Lúc này một người đàn ông bước ra và gọi Yuji lại. Người đàn ông này tên là Kang Dae-sung. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Yuji, vẻ mặt anh kinh ngạc và hoảng sợ. Yuji hỏi Kang Dae-sung có nhận ra cô không. Hóa ra lúc Kang Dae-sung lái xe bị phân tâm, tình cờ gặp Yuji đang băng qua đường. Kang Dae-sung nói anh không biết cô. Yuji nghĩ là do não mình bị hỏng. Kết quả là mình đã nhận nhầm xe. Sau khi Yuji rời đi, người đàn ông lộ vẻ nguy hiểm. Yuji không hề nhận ra nguy hiểm lại đến gần cô. Đêm muộn một người đàn ông đang ngồi lướt vòng bạn bè của mình. Anh thấy những người cùng tuổi sống tốt hơn mình. Sự ghen tuông xuất hiện một cách tự phát bởi vì sự oán giận và ghen tị trong lòng sẽ thu hút ác quỷ dưới sự mê hoặc của ác quỷ. Anh liên tục tấn công người khác trên Internet. Thứ gõ trên bàn phím không phải là chữ mà là ác ý. Ác ý này có thể dẫn tới giết người. Bạo lực mạng mà anh ta gây ra khiến một nhà hàng nổi tiếng phải đóng cửa. Khi Sunmi và trợ lý Hanju đến nhà hàng để điều tra thì nhìn thấy chàng trai trong cửa hàng tạp hóa. Thế là cô đi theo anh ấy, được biết nhà hàng bị tổn thất bởi những lời nói độc địa. Miệng độc địa là ác quỷ biến con người thành anh hùng bàn phím. Thật đáng sợ khi bị nó nhắm đến. Sunmi nghĩ tới cửa hàng tạp hóa của chàng trai cũng bị những kẻ độc miệng nhắm đến và phá sản, vậy nên mới ra ngoài lập gian hàng. Chàng trai nói rằng mình chỉ là ăn trộm một thứ gì đó để bán, kiếm một ít tiền tiêu vặt. Chàng trai vì muốn Sunmi giữ bí mật nên đã kêu Sunmi chọn một món đồ làm quà tặng. Sunmi nhặt một chiếc chuông đỏ và lắc vài cái. Cô hỏi tại sao chuông không có tiếng. Chàng trai nói với Sunmi, đây gọi là chuông tình yêu, chỉ khi gặp được định mệnh của mình mới phát ra âm thanh. Lúc này Sunmi nhìn thấy một chiếc chuông đen. Cô nghĩ cái màu đen trông đẹp hơn. Chàng trai hoảng sợ giật lấy chiếc chuông đen từ tay Sunmi. Sunmi nói quà thì thôi khỏi cần. Kêu chàng trai kể thêm về ác quỷ miệng độc địa. Sau đó Sunmi đến công ty của Ma Vương, nói chuyện này với Ma Vương. Ma Vương kêu Sunmi dụ ác quỷ miệng độc địa ra, vì những lời lẽ độc địa đều được lan truyền trên mạng xã hội. Vậy Sunmi hãy khoe sự giàu có của mình trên mạng, dùng chiêu này để thu hút sự tấn công của anh hùng bàn phím và bắt được ác quỷ miệng độc địa. Vì thế, hiệu quả có ngay lập tức. Lúc này chàng trai bị ác quỷ miệng độc địa nhập đã xem ảnh của Sunmi. Anh tìm thấy tài khoản của Hanju trong phần bình luận khi xem cuộc sống đời thường mà Hanju chia sẻ. Anh cảm thấy anh ấy rất vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc của người khác khơi dậy lòng ghen tị của anh ta. Vì vậy trong phần bình luận trên tài khoản của Hanju, anh ta đã tấn công anh một cách điên cuồng bằng những lời nói cay độc. Lúc này Hanju nhìn thấy những bình luận về mình trên mạng, nội tâm anh lập tức sụp đổ. Anh chạy về công ty bật khóc. Lúc này Ngộ Không bước vào. Hanju nói với Ngộ Không nỗi bất bình của mình. Ngộ Không liền đả thông tư tưởng cho anh ta. Anh có phải là rác rưởi không? Không phải, vậy thì đừng bị dao động bởi những lời như vậy. Tôi sẽ giúp anh xé mồm hắn ra. Người đàn ông này bị ác quỷ miệng độc địa mê hoặc. Anh tấn công người khác trên Internet một cách điên cuồng. Ngộ Không đã tìm thấy nơi này. Người đàn ông bị ám đã được tìm thấy. Ngay lúc Ngộ Không chuẩn bị tiêu diệt ác quỷ miệng độc địa, thì tên ác quỷ đó đã thì thầm vào tai anh. Tôn Ngộ Không sẽ chết trong tay Tam Tạng. Lúc này Sunmi vội chạy tới, thấy ác quỷ miệng độc địa đang nói gì đó vào tai Ngộ Không. Ngộ Không nhìn Sunmi rồi quyết tâm tiêu diệt ác quỷ miệng độc địa. Sunmi hỏi Ngộ Không hắn ta vừa nói gì với anh vậy. Hắn nói cô sẽ giết tôi.
Tôi đã nghĩ người duy nhất trên đời này có thể giết tôi chỉ có cô mà thôi. Nếu cô muốn tôi chết, tôi sẵn sàng chết. Bên kia Đông Tướng Quân và Boji đang nói về Sunmi. Boji nói với Đông Tướng Quân Tam Tạng phải hoàn thành sứ mệnh của mình, tuyệt đối không được bị cảm xúc bên trong mình cản trở. Hóa ra vì không muốn họ hiểu được tấm chân tình của nhau nên mới để Ngộ Không đeo vòng kim cô. Ngày hôm sau, Sunmi dẫn Ma Vương đi tìm chàng trai trong cửa hàng tạp hóa. Chàng trai nhìn thấy Ngưu Ma Vương liền vội vàng bỏ chạy. Sunmi tìm thấy một chiếc chuông đen bị bỏ lại trên mặt đất, cô tò mò nhặt nó lên. Chàng trai bị Ma Vương bắt dẫn về quán. Khi đang đếm đồ vật, anh phát hiện ra chiếc chuông đen đã biến mất. Thì ra chuông đen gọi là chuông sát sinh, đó là tiếng chuông kể lại câu chuyện về một cuộc hôn nhân khủng khiếp. Sunmi nhầm tưởng chuông đen là chuông tình yêu, sau đó chuông đen vang lên. Khi gặp một người và phải cắt đứt tình duyên với người đó, thì có thể nghe thấy âm thanh của chiếc chuông đen. Đây là một đám cưới kỳ lạ, không hề có một vị khách nào có mặt. Hóa ra Ngộ Không và Sunmi đang cố dụ ác quỷ cô dâu ra, nên mới cố ý tổ chức đám cưới này. Ngộ Không nhanh chóng tiêu diệt ác quỷ, rồi rời đi cùng Ngưu Ma Vương, để lại Sunmi đứng đó ngơ ngác, trong lòng cô cảm thấy lạc lõng. Thật tuyệt khi tưởng tượng nếu đây là một đám cưới thực sự. Sau đó Sunmi đưa Ngộ Không đến trường mầm non đón con của trợ lý Hanju, cả hai đưa cô bé đến công ty bất động sản. Sunmi nhờ Ngộ Không chăm sóc cô bé trong một giờ, cô phải ra ngoài làm việc, Ngộ Không từ chối. Vậy tôi chắc chắn sẽ rất buồn, chỉ một tiếng thôi, tôi sẽ quay lại sớm, không ngoài dự đoán. Ngộ Không đã làm hai đứa trẻ khóc, nên Ngộ Không đã dùng phép thuật biến ra khủng long để dỗ dành đứa trẻ. Sau khi Sunmi về đến nhà mới biết Ngộ Không đã gọi Ngộ Tĩnh đến nấu cơm cho bọn trẻ. Anh ấy còn gọi Bát Giới và Yuji đến dỗ dành chúng. Buổi tối Hanju đến đón con. Cô bé nói khi lớn lên muốn cưới Ngộ Không, Sunmi đã nghiêm túc nói với cô bé, chắc chắn không có cách nào có thể cưới anh ta. Tình yêu đích thực của anh ấy là một người khác, vậy nên cháu không thể cưới chú đó. Không ngờ rằng Sunmi thậm chí còn ghen với một đứa trẻ. Tối đó Sunmi lấy chiếc chuông đen ra, cô tưởng đây là chuông tình yêu có thể hướng dẫn cô tìm ra định mệnh của mình. Cô không hề biết chiếc chuông đen này sẽ mang lại xui xẻo cho mình. Tối đó Ngộ Không trò chuyện với Ma Vương, Ngộ Không vô tình nhắc đến Thiết Phiến Công Chúa, khiến Ma Vương rất buồn. Thiết Phiến Công Chúa từng là tiên nữ, vì gặp Ma Vương nên cô đã thay đổi vận mệnh. Ngộ Không nói rằng vận xui của công chúa Thiết Phiến chính là gặp phải Ma Vương. Ma Vương đánh trả nói còn một cô gái cũng có vận xui, chính là Tam Tạng sau khi gặp cậu đã thay đổi vận mệnh của mình. Mong muốn của Sunmi là trở thành một người bình thường, nhưng cậu đã khiến cô ấy trở thành Tam Tạng, khiến cô ấy không bao giờ có được cuộc sống như thế này. Sau khi Ngộ Không nghe được điều này, trong lòng anh đầy áy náy với Sunmi. Ngày hôm sau Ngộ Không đưa Sunmi đi ăn bánh gạo. Đi cùng với anh không nói về ác quỷ, mà ngồi đây nói chuyện về bánh gạo thật là kỳ lạ. Đây không phải là điều cô muốn làm sao. Chuyện này rất bình thường mà, đúng vậy, rất tuyệt. Ăn xong hai người đi lang thang trên phố, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh và bình thường. Tối đến Ngộ Không đưa Sunmi về nhà. Ngộ Không nói với Sunmi, nếu không có vòng kim cô đã trở thành một người bình thường và không còn là Tam Tạng, và tôi sẽ biến mất bên cạnh cô. Cô có thực sự bằng lòng không? Sunmi không biết trả lời thế nào, trong lòng cô cũng đang rất mâu thuẫn. Cô ấy thích Ngộ Không, nhưng vì chiếc vòng kim cô nên cô không thể nhìn rõ tấm lòng Ngộ Không. Bên kia là nhà dân, hai anh em nghèo bị bạo lực gia đình. Anh trai để bảo vệ em gái mình nên đã kêu em gái trốn trong phòng. Cô bé trốn trong phòng và khóc vì sợ hãi. Lúc này một sợi dây vàng xuất hiện ngoài cửa sổ, giống như trong câu chuyện cổ tích. Cô bé chậm rãi bước tới. Người anh đến thăm em gái sau khi bị oánh đập dã man thì phát hiện ra em gái đã biến mất. Bên kia một người phụ nữ từ từ đóng cuốn chuyện cổ tích lại. Linh hồn cô bé bị mắc kẹt trong cuốn sách. Người phụ nữ đặt cuốn sách trở lại kệ. Trên kệ sách này toàn là linh hồn trẻ thơ mắc kẹt trong những cuốn sách này. Rồi cô phát hiện ra, linh hồn cô bé bị bắt cách đây không lâu đã thoát khỏi cuốn sách. Boji tìm đến Ma Vương, nói với Ma Vương gần đây có ác quỷ xuất hiện cướp đi linh hồn của trẻ em, thì ra loại ác quỷ này gọi là sách tà linh, chỉ có trong chuyện cổ tích. Nó dụ dỗ linh hồn trẻ em bất hạnh, rồi niêm phong trong một cuốn sách. Sở dĩ loại ác quỷ như sách tà linh này xuất hiện là vì có quá nhiều trẻ em phải chịu bất hạnh. So với ác quỷ sách tà linh gài bẫy trẻ em, người lớn lạm dụng và không chăm sóc trẻ em mới là cái ác khủng khiếp hơn. Cô bé thoát khỏi sách đã đến quán của Đông Tướng Quân. Tướng quân làm kem cho cô bé. Cô bé phớt lờ Đông Tướng Quân rồi bỏ chạy. Đông Tướng Quân cũng nghe nói về sách tà linh, anh rất lo lắng cho cô bé, thế nên anh quyết định nói với Ngộ Không về chuyện này. Rồi Ngộ Không và Đông Tướng Quân đi đến một nơi hoang vu hẻo lánh để tìm kiếm cô bé trốn thoát khỏi sách tà linh. Quả nhiên họ đã tìm thấy cô bé ở đây. Ngộ Không và Đông Tướng Quân đã đưa cô ấy về. Chư Bát Giới mang rất nhiều quả bóng đến cho Yuji mà không nói với Ma Vương. Yuji rất hạnh phúc, Bát Giới phải đi quay phim, nên kêu Yuji đợi anh ấy ở đài truyền hình. Đúng lúc này Kang Dae-sung thủ phạm giết Yuji đi tới nói chuyện với Yuji. Anh ấy muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Yuji. Bên kia sách tà linh giơ móng vuốt của mình ra với anh trai của cô bé, dùng chuyện cổ tích để triệu hồi linh hồn anh trai cô. Đứa trẻ đói bụng thắp một que diêm, món ăn rất ngon đã xuất hiện. Đứa trẻ cô đơn thắp que diêm thứ hai, gia đình anh vô cùng nhớ thương đã xuất hiện. Có ai biết đây là chuyện cổ tích gì không? Cậu bé ném que diêm đang cháy xuống thảm, lập tức bùng cháy. Vào thời điểm quan trọng này, Sunmi lao tới dập tắt ngọn lửa. Cô ôm cậu bé và an ủi cậu. Lúc này sách tà linh cũng tới đó. Sunmi yêu cầu cậu bé rời đi trước. Cô đứng dậy hỏi cô là ai. Tôi là cuốn sách đọc chuyện vui cho trẻ em.
Vậy thì tại sao lại đánh cắp linh hồn của đứa trẻ? Tôi không gọi đây là đánh cắp, đứa trẻ thật bất hạnh, chỉ cần sống trong một câu chuyện cổ tích hạnh phúc. Sunmi bị sách tà linh mê hoặc nhắc cô nhớ về tuổi thơ khốn khổ, bởi vì cô có khả năng có thể nhìn thấy linh hồn nên những người xung quanh đầy ác ý với cô. Họ bài trừ cô ở mọi nơi, cả tuổi thơ của cô tràn ngập sự cô đơn. Sách tà linh nói với Sunmi, tôi có thể giúp cô lấy đi tuổi thơ bất hạnh bằng năng lực đặc biệt. Sunmi hỏi cô thực sự có thể giúp tôi lấy đi được sao? Tất nhiên rồi, tôi đã chọn ra một cuốn truyện cổ tích rất thú vị. Sách tà linh mở truyện cổ tích ra. Niêm phong tuổi thơ của Sunmi trong cuốn sách, Sunmi ngay lập tức ngất đi, đồng thời Yuji cũng bất tỉnh. Kang Dae-sung thấy Yuji không còn thở, Ma Vương cũng cảm thấy máu tam tạng trong cơ thể mình đã biến mất. Ma Vương đến nơi Sunmi ngất đi, bên kia Ngộ Không và Đông Tướng Quân được cô bé chỉ đường đã đến hiệu sách của sách tà linh, trong khi họ đang tìm kiếm linh hồn của những đứa trẻ bị mắc kẹt. Đột nhiên lúc này, Ngộ Không cảm thấy có ai đó đang gọi mình. Khi anh đến gặp người triệu hồi thì phát hiện người đó không phải là Sunmi. Người triệu hồi tôi đâu rồi? Là tôi đã triệu hồi anh. Cô là ai? Tôi là chủ nhân mới của vòng kim cô. Bắt đầu từ bây giờ trái tim anh sẽ yêu tôi. Ngộ Không không kìm được mà bật cười. Sau đó anh định đánh sách tà linh kiêu ngạo. Sách tà linh nhìn với vẻ hoài nghi. Ngộ Không nghiêm khắc cảnh cáo sách tà linh. Chủ nhân của chiếc vòng kim cô sao? Hãy ngừng nói những điều vô nghĩa đó đi. Chỉ có một chủ sở hữu của chiếc vòng kim cô này. Và anh kêu sách tà linh giấu cuốn sách đã giam cầm tuổi thơ của Sunmi đi, như vậy Sunmi có thể sống một cuộc sống bình thường. Bên kia Kang Dae-sung kéo Yuji bất tỉnh vào hành lang. Ngay khi anh ta gọi người để trừ khử Yuji, khi quay lại thì thấy Yuji mất tích, chỉ còn lại một chiếc găng tay. Chư Bát Giới và Ngọc Long cũng đang tìm Yuji, đột nhiên nhìn thấy Yuji nằm cạnh chiếc xe ô tô vô cùng yếu ớt, cơ thể bắt đầu có mùi khó chịu. Bát Giới rất lo lắng cho Yuji, Sunmi trở về nhà, ngỡ rằng mình đã trở thành người bình thường mà mình hằng mong ước. Nhưng trong lòng không cảm thấy hạnh phúc nữa, hình ảnh Ngộ Không hiện lên trong tâm trí cô một cách vô thức. Cô ấy không còn khả năng hay lý do để triệu hồi Ngộ Không nữa, cô quyết định mặt đối mặt hỏi rõ Ngộ Không, thế là cô đến nhà Ngộ Không. Ngộ Không thấy Sunmi đến, biểu cảm rất thờ ơ, Sunmi hỏi Ngộ Không, anh bây giờ không còn yêu em nữa à? Có lẽ vậy, tôi thấy cô cũng không đẹp đến thế. Sunmi buồn bã rời đi sau khi nghe điều này, hóa ra Ngộ Không muốn thỏa mãn mong muốn được sống một cuộc sống bình thường của Sunmi. Đó là lý do tại sao anh kìm nén tình yêu của mình dành cho cô ấy. Anh đã nói điều đó khiến cô tổn thương. Như Ma Vương đã tìm đến sách tà linh. Sách tà linh nói với Ma Vương, mặc dù năng lực của Tam Tạng và hợp đồng với Ngộ Không tất cả đều được chuyển sang cho tôi, nhưng sức mạnh của chiếc vòng kim cô vẫn không hề thay đổi. Ma Vương yêu cầu sách tà linh giải thoát linh hồn bọn trẻ. Sách tà linh từ chối yêu cầu của Ma Vương. Ở phía bên kia, tình hình của Yuji ngày càng tệ hơn. Bát Giới tìm đến cô thư ký. Từ miệng thư ký, anh đã biết được lý do tại sao Yuji lại bị như vậy. Đó là vì năng lực tam tạng của Sunmi đã bị phong ấn, Yuji phải bị hỏa thiêu, nếu không theo thời gian Yuji sẽ trở thành ác quỷ. Bát Giới đổ lỗi cho Sunmi, anh định bắt Sunmi cho Yuji ăn thịt. Anh ấy lấy lý do Yuji nhớ Sunmi, đưa Sunmi không biết chuyện gì đến bãi đậu xe, nói với cô ấy rằng Yuji đang đợi cô trong xe. Lúc này ý thức của Yuji ngày càng mờ mịt, Bát Giới đẩy Sunmi vào xe, lúc này Ma Vương đã kịp đến muốn ngăn cản Bát Giới. Khi mở cửa xe thì thấy Yuji yếu ớt nép mình trong vòng tay của Sunmi. Sunmi hỏi Ma Vương liệu có cách nào để cứu Yuji không. Ma Vương đã nói với cô ấy, chỉ có cách tìm lại thân phận tam tạng mới có thể khiến Yuji sống lại. Vậy là Sunmi đã tìm đến sách tà linh, dự định tìm lại tuổi thơ của mình. Chẳng bao lâu sau, Ngộ Không cũng tới đây, nhìn thấy Sunmi bị mắc kẹt trong cuốn sách và ngủ thiếp đi. Ngộ Không yêu cầu sách tà linh giải thoát linh hồn của Sunmi và những đứa trẻ, nhưng lại bị sách tà linh mắng. Cô nói đây là những đứa trẻ gặp bất hạnh, cô muốn trẻ em luôn sống trong chuyện cổ tích. Ngộ Không nói với sách tà linh, cô là một con quái vật tước đi cơ hội sống của người khác, cô chuyên môn thu thập những bất hạnh của trẻ em, là ác quỷ cướp đi mạng sống con người. Kỹ thuật nói chuyện của Ngộ Không khiến sách tà linh hoài nghi nhân sinh, rồi tự hẹo mình. Tất cả linh hồn của những đứa trẻ bị mắc kẹt trong cuốn sách lúc này đã được thả ra, và Sunmi cũng tìm lại tuổi thơ của mình và đưa cô bé về. Sunmi dần dần tỉnh dậy, thấy Ngộ Không ngồi đối diện mình, cô rất yên tâm. Lúc này Yuji cũng hồi phục. Máu tam tạng trong cơ thể Ma Vương cũng đã được kích hoạt lại. Sunmi và Ngộ Không sau khi trải qua sự việc này đã bày tỏ cảm xúc với nhau. Chủ nhân duy nhất của chiếc vòng kim cô của tôi là em, và người có thể triệu hồi được Tôn Ngộ Không chỉ có mình tôi thôi. Hai người họ không còn nói chuyện gay gắt nữa, cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình. Ở một diễn biến khác, sau khi người này bị đâm, người nằm trong bệnh viện hóa ra là Ngưu Ma Vương. Tại sao một yêu quái đã tu luyện hàng nghìn năm lại bị người phàm đâm trọng thương? Hóa ra Ma Vương đang tham gia hoạt động truyền đuốc, vô tình phát hiện người bị ma ám muốn đâm Kang Dae-sung đang chạy chậm để ngăn chặn tai nạn xảy ra. Ma Vương đã chủ động lao lên và bị đâm, bởi vì yêu quái có mạng sống vô tận nên sẽ thay đổi cuộc đời mình vào thời điểm thích hợp. Ngưu Ma Vương muốn tận dụng cơ hội bị đâm, chọn cái chết để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời. Bọn yêu quái tập hợp lại và bàn bạc kế hoạch với nhau. Nhưng Ngộ Không lại thể hiện tình yêu của mình trước mặt mọi người, nói về Sunmi đến mức mặt cô đỏ bừng, cô vội kéo Ngộ Không đi vào phòng ngủ. Sunmi khuyên Ngộ Không đừng giở trò. Ngộ Không hỏi tại sao, em không tự tin và sợ bị tôi quyến rũ sao? Ừm, em không tự tin. Nếu anh tiếp tục quyến rũ em sẽ rơi vào lưới tình.
Cô nói rằng mình rất sợ vào một ngày nào đó Ngộ Không sẽ biến mất, lúc đó cô sẽ cảm thấy rất đau lòng và tuyệt vọng. Sumi mong Ngộ Không sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Con khỉ rất vui mừng khi nghe điều này, khó có thể nhịn được cười. Ngày hôm sau, khi Ma Vương đang thảo luận về bước đi tiếp theo của cuộc đời mình với Ngộ Không, thư ký đến và nói với Ma Vương anh không thể chết bây giờ. Thì ra có rất nhiều người nhận làm vợ con, muốn thừa kế tài sản của anh, thế nên anh quyết định sống tiếp. Lúc này Ma Vương đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Anh mở mắt và tỉnh dậy. Bên kia công trường xây dựng tập đoàn Hàn Quốc của Kang Dae-sung có một cái cây ngăn cản việc khởi công xây dựng. Vì ai muốn chặt cây này sẽ nhận kết cục xấu. Trợ lý nói với Kang Dae-sung, người muốn đâm anh lần trước ở lễ hội rước đuốc đã từng động vào cái cây này trước đó. Kang Dae-sung bảo trợ lý phải chặt cây. Bên kia thư ký nói với Ma Vương, người bị quỷ ám đâm anh cách đây không lâu là công nhân tại công trường của tập đoàn Hàn Quốc của Kang Dae-sung. Cô dự định cùng Tam Tạng điều tra chuyện này và nói với Ma Vương rằng cô ấy đã phát hiện ra chiếc chuông đen nằm trong tay Sunmi. Ma Vương rất sốc. Ngộ Không đến nhà Sunmi, ngay khi Sunmi đứng dậy và rót nước cho Ngộ Không, anh ấy tìm thấy chiếc chuông đen trên bàn. Sau khi Sunmi quay lại thì phát hiện Ngộ Không đã biến mất, Ngộ Không cầm chiếc chuông đen đến cửa hàng tạp hóa, yêu cầu chàng trai kiểm tra xem chuông đã reo chưa. Chàng trai nói với Ngộ Không rằng nó đã reo lên rồi, Ngộ Không bấy giờ đã biết anh và Sunmi có duyên phận chết chóc. Lúc này Ma Vương đến hỏi Boji, Tôn Ngộ Không bất tử và có thân xác trường sinh, làm sao anh ta có thể rơi vào tay Tam Tạng là con người. Boji nói với Ma Vương trong thời gian này Ngộ Không đã có một điểm yếu chí mạng. Vòng kim cô làm mềm trái tim sắt đá của Ngộ Không, một trong số hai người họ sẽ chết, bất kể là ai chết, tất cả đều là sự trừng phạt từ thiên đường dành cho Ngộ Không. Bởi vì Ngộ Không chưa bao giờ trải qua nỗi đau thực sự, điều này khiến các vị thần trên trời rất tức giận nên muốn để Ngộ Không thực sự đau khổ một lần. Yuji quyết định để Ngộ Không thiêu sống mình bởi vì cơ thể cô ấy tiếp tục phân hủy. Ngộ Không hỏi Yuji, cô thậm chí còn chưa tìm lại được thân phận của mình, tại sao chết cũng không biết, cứ kết thúc như thế này cũng không sao chứ. Yuji nói với Ngộ Không, hình như không có gia đình nào đang tìm kiếm cô ấy và cô ấy nhìn thấy một người muốn chôn cất cô ấy. Ngộ Không nói cô có thể báo thù, Yuji tốt bụng nói cô ấy không muốn trả thù, muốn trả thù thì phải làm tổn thương họ. Cô không muốn trở nên xấu xa, tôi chỉ muốn biến mất trong khi tôi vẫn còn xinh đẹp. Cô kêu Ngộ Không cho cô ấy chút thời gian. Cô ấy muốn nói lời tạm biệt với mọi người một cách đàng hoàng, Ngộ Không đã hứa với cô ấy, Yuji tìm đến Sa Ngộ Tĩnh. Cảm ơn Ngộ Tĩnh đã làm rất nhiều món ngon cho mình ăn. Cô tìm đến Đông Tướng Quân, cảm ơn anh ấy đã giữ cô đông lạnh để không bị thối rữa. Và nhờ Tướng Quân nói với Hạ Tiên Nữ, cảm ơn cô vì đã trang điểm cho mình thật đẹp. Yuji đến công ty của Ma Vương. Cảm ơn cô thư ký đã luôn chuẩn bị quả bóng cho cô ấy. Ngọc Long đến và nói rằng sau này anh ấy sẽ đưa Yuji đi thăm Long Cung. Bát Giới kéo Yuji đi và muốn đưa Yuji đi chơi công viên. Trong khi chờ thang máy, Yuji nói với Bát Giới rằng hôm nay cô ấy có hẹn. Bởi vì Tôn Ngộ Không muốn đưa cô đến một nơi tốt đẹp, chứ Bát Giới, người em biết ơn nhất là anh, em rất vui khi được làm em gái của anh. Tạm biệt. Sunmi và thư ký đến công trường của Kang Dae-sung phát hiện ra loài cây độc đáo này. Sunmi quyết định dùng máu để dụ ác ma bên trong ra, ngay khi Sunmi chuẩn bị cắt ngón tay của mình. Người đàn ông bị quỷ ám cầm búa lao tới, ông cảnh báo Sunmi và thư ký hãy tránh xa cái cây này. Lúc này một cơn gió thổi qua, lá rơi cắt đứt lòng bàn tay Tam Tạng, giọt huyết tương rơi trên lá khô, cái cây lạ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Và người đàn ông bị ám đột nhiên nói tôi đã ở đây để bảo vệ nơi này hàng ngàn năm, hỡi những con người ngu ngốc. Nói xong anh ta liền ngất đi. Lúc này mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng Sunmi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Ngộ Không và Ma Vương trò chuyện trong bệnh viện. Ngộ Không nói với Ma Vương rằng hôm nay anh sẽ hỏa thiêu Yuji và anh đã biết chuyện về chiếc chuông tử. Lúc này Tam Tạng và thư ký cũng đến đó, Ngộ Không rủ Sunmi đi ăn tối cùng nhau. Cả hai nắm tay nhau rời đi. Ma Vương nói với thư ký Ngộ Không đã biết chuyện về chiếc chuông tử. Biết được chuyện này mà anh ta vẫn có thể đối xử bình tĩnh với Tam Tạng như vậy sao? Ma Vương nói rằng Ngộ Không sẽ không sao đâu. Tôi biết rất rõ về Tề Thiên Đại Thánh. Tên này chắc chắn sẽ giết Tam Tạ trước. Yuji đến bệnh viện và chuẩn bị từ biệt Ma Vương trong khi chờ thang máy. Cô được người dì từng ở cùng phòng bệnh với mẹ Yuji nhận ra. Bà đưa Yuji vào phòng bệnh bởi vì mẹ của Yuji đã bị Kang Dae-sung chuyển đi cách đây không lâu. Yuji không gặp được mẹ cô ấy. Bà lấy giấy thông báo tìm người mất tích ra và đưa cho Yuji. Yuji hào hứng gọi điện cho mẹ. Không ngờ người bắt máy lại chính là hai tên côn đồ kia, họ hẹn Yuji ra gặp mặt, Yuji vội vã chạy ra ngoài, cô không biết rằng nguy hiểm đang đợi mình. Bên kia công nhân tại công trường đã báo cáo với Kang Dae-sung, sau khi chặt cây, người ta tìm thấy một cỗ quan tài bên dưới. Kang Dae-sung đặt tay lên quan tài, anh chợt nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ, người phụ nữ mặc áo choàng đen đang từ từ quay lại nhìn mình. Anh sợ quá vội rụt tay lại và bảo trợ lý của mình hãy nhanh chóng vứt chiếc quan tài đi, lúc này Yuji đã tới sân thượng bệnh viện. Cô phát hiện người đã hẹn cô đến đây hóa ra là hai người muốn chôn cô. Ngộ Không và Sunmi đã đến cửa bệnh viện. Ngộ Không nói với Sunmi rằng anh muốn hỏa thiêu Yuji. Sunmi rất buồn, cô muốn nói lời tạm biệt với Yuji một cách đàng hoàng. Đúng lúc này Yuji bị hai người đó ném từ trên sân thượng xuống, rơi vào xe phía sau Sunmi. Ngộ Không sợ Sunmi sẽ bị hù dọa, liền ôm lấy Sunmi. Ngộ Không nhìn bộ dạng khốn khổ của Yuji mà vô cùng giận dữ.
Anh lập tức lên sân thượng tòa nhà và nhìn thấy hai kẻ sát nhân. Ngộ Không phẫn nộ coi thường quy luật của thiên giới, quyết tâm giết mấy người này để giúp Du Di trả thù. Lúc này Sun Mi lao tới ngăn Ngộ Không lại, nhưng Ngộ Không lại không nghe lời cô, bởi vì Ngộ Không đã làm ngược lại ý muốn của Sun Mi, nên vòng kim cô liền hoạt động. Ngộ Không ngăn Sun Mi đến gần anh rồi biến mất trong không khí. Hai tên sát nhân hoảng sợ chạy ra ngoài, phát hiện thi thể của Du Di đã biến mất, chúng rất sốc. Lúc này Ngộ Không đã đưa Du Di đến Thủy Liêm Động, anh nhớ lại những gì vừa xảy ra vẫn còn cảm thấy lo sợ. Ngộ Không biết rằng Tam Tạ thực sự có năng lực có thể giết anh. Sau đó Ngộ Không chữa lành vết thương cho Du Di. Du Di nói với Ngộ Không, cô ấy phát hiện ra tên mình là Dung Xe Gia, tôi muốn báo tin này cho bát giới càng sớm càng tốt, và cô nhờ Ngộ Không nhanh chóng đi tìm Sun Mi. Bởi vì lúc này Du Di cảm nhận được Sun Mi đang rất buồn, Ngộ Không nhìn Du Di lạc quan và tốt bụng, cô không vì bị người khác làm tổn thương mà đổ lỗi cho họ khi họ chuẩn bị rời đi. Du Di tóm lấy Ngộ Không, cô hỏi xem sau này anh ấy có thể hỏa thiêu cô ở Thủy Liêm Động không. Ngộ Không đồng ý với yêu cầu của Du Di. Bát Giới và Ngọc Long đang ở quán bar của Hạ Tiên Nữ, Bát Giới rất lo lắng vì không thể liên lạc được với Du Di. Anh quyết định ra ngoài tìm Du Di, Ngọc Long có vẻ ghen tị, bị Hạ Tiên Nữ nhìn ra, Vương Tử Điện Hạ. Bây giờ ngài đang ghen sao, sao có thể như vậy chứ, Bạch Tuộc lại yêu một con heo sao? Ngay khi Bát Giới chuẩn bị lái xe đi tìm Du Di thì chợt nhìn thấy Du Di đang đứng trước xe, Bát Giới hào hứng bước ra khỏi xe và ôm lấy Du Di. Du Di vui vẻ nói với Bát Giới, tên tôi là Dung Xe Gia. Vào lúc này Sun Mi vì lo lắng cho vết thương của Ngộ Không nên đã đến nhà Ngộ Không để tìm anh ấy. Được Sa Ngộ Tĩnh báo rằng Ngộ Không đang ở trong Thủy Liêm Động, không ai có thể vào đó nếu không có sự cho phép của Ngộ Không. Sun Mi đi đến lối vào Thủy Liêm Động nhưng không thể vào được, cô không dám triệu hồi Ngộ Không, sợ anh sẽ lại bị thương, cô ngồi bất lực trên mặt đất. Lúc này Ngộ Không bước ra, Sun Mi thấy vậy thì liền lập tức chạy đến ôm anh. Bây giờ Ngộ Không cảm thấy nỗi đau mình phải chịu là đáng. Bên kia, sau khi hai tên côn đồ giết chết Du Di đã báo cáo chuyện cô mất tích cho Kang Dae-sung. Kang Dae-sung cảm thấy rất kỳ lạ, anh quyết định liên lạc lại với Du Di bằng điện thoại di động của mẹ Du Di. Một lát sau Du Di nhận được cuộc gọi từ Kang Dae-sung. Kang Dae-sung nói với Du Di rằng anh ấy là người chăm sóc mẹ cô, hẹn Du Di ra gặp mặt. Sau đó Du Di đến chỗ hẹn gặp Kang Dae-sung. Kang Dae-sung nói với Du Di, anh mới là kẻ thực sự đã giết chết cô ấy. Thấy Du Di sống lại, anh cảm thấy rất kỳ diệu và nói với Du Di mẹ của cô đang ở trong container bên cạnh. Thế là Du Di bước vào, Du Di phát hiện bên trong chỉ có một cỗ quan tài, mẹ cô không có ở trong đó. Đúng lúc này cửa container bị hai tên côn đồ kia khóa lại. Kang Dae-sung ra lệnh ném quan tài và Du Di xuống biển, sau đó rời đi. Du Di hét lên trong tuyệt vọng. Ngay lúc đó quan tài phát sáng như đang triệu hồi Du Di. Du Di từ từ tiến lại gần quan tài, sau đó container rung lắc dữ dội và phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai tên côn đồ cẩn thận tiến vào kiểm tra, kết quả là thấy Du Di trở nên rất kỳ lạ. Cô nói với họ có vẻ như bọn họ sẽ là vật hy sinh của cô. Ngày hôm sau Bo Di đến tìm Ngộ Không và Ngưu Ma Vương, nói với họ đêm qua A.S. Chanel bị phong ấn dưới gốc cây đã ngủ hàng ngàn năm nay đã tỉnh dậy. A.S. Chanel là thần nữ phục vụ nhà vua, sức mạnh không thể đánh giá thấp. Nếu ẩn trong cơ thể con người sẽ không thể phân biệt được, cũng có thể điều khiển và sử dụng trái tim con người và có khả năng đánh thức thần rồng. Cô là thần nữ có khả năng tạo ra các vị vua, có lẽ sẽ làm đảo lộn thế giới này. Bo Di yêu cầu hai người đi tìm A.S. Chanel. Ngộ Không và Ma Vương cùng lúc giả bệnh, thoái thác cho nhau muốn đuổi Bo Di đi. Ma Vương trở lại văn phòng, thấy A.S. Chanel đang đợi anh ấy, Ma Vương tưởng Du Di đến lấy quả bóng từ chỗ anh và nói với A.S. Chanel vừa rồi khi trên đường về, tôi đã nhìn thấy chuyển thế của Thiết Phiến Công Chúa. Kiếp này cô ấy trông rất cô đơn. A.S. Chanel nói với Ma Vương rằng cô ấy có thể giúp Thiết Phiến Công Chúa. Ma Vương tưởng cô là Du Di nên không để tâm đến lời đề nghị của cô ấy. A.S. Chanel lấy quả bóng và rời đi, vừa bước tới cửa đã gặp Ngộ Không. Ngộ Không thông minh nhìn ra Du Di bị A.S. Chanel chiếm lấy thân thể nhưng không vạch trần cô ấy. Sau khi trao đổi vài câu vui vẻ liền rời đi. A.S. Chanel nhìn Ngộ Không rời đi trong lòng thầm nghĩ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nếu tôi chiếm lấy cơ thể của Sun Mi, anh sẽ trở thành của tôi chứ? Sau đó Ngộ Không nhanh chóng đi tìm Ma Vương, nói với Ma Vương về việc Du Di bị A.S. Chanel chiếm hữu. Thế là cả hai quyết định phân chia công việc và hợp tác với nhau. Ngộ Không chịu trách nhiệm bắt A.S. Chanel, Ma Vương chịu trách nhiệm tìm cách phong ấn cô ta. Ngộ Không cảm thấy rất đáng nghi khi A.S. Chanel đến gặp Ma Vương trước. Vì thế anh đã cảnh cáo Ma Vương, anh không được phép đâm sau lưng tôi sẽ không làm vậy đâu. Cậu nghĩ tôi là một kẻ vô lại như cậu sao? Cậu nghĩ rằng mọi người đều giống cậu sao? Ngộ Không bây giờ đã nhẹ nhõm hơn, không ngờ anh lại bị vả mặt nhanh đến vậy. Ma Vương cảm thấy lúc đó A.S. Chanel đã nói rằng cô ấy có thể giúp Thiết Phiến Công Chúa, bởi vì cô ấy khác với Du Di, A.S. Chanel là nữ thần có sức mạnh khủng khiếp. Anh ta định đâm sau lưng Ngộ Không, anh ta muốn Ngộ Không dụ A.S. Chanel ra, rồi kéo cô ấy đến giúp mình. Sau đó là Ma Vương và thư ký tìm hiểu về nhà kho nơi cất giữ quan tài. Khi đến nhà kho thì thấy quan tài đã được chuyển đi, hóa ra Kang Dae-sung đã chuyển quan tài về nhà. Anh ta nghĩ chủ nhân của quan tài sẽ quay lại tìm quan tài. Bên kia A.S. Chanel đến tìm Sun Mi với bó hoa hồng và đồ ăn do Ngộ Tĩnh làm, và cô tỏ vẻ trà xanh nói với Sun Mi,
Bởi vì cô đã triệu hồi Tôn Ngộ Không nên mới khiến anh ấy bị thương, vì vậy cô không nên triệu hồi Ngộ Không thường xuyên, nó sẽ gây rắc rối cho anh ấy. Sau đó cô nhặt một bông hồng và muốn chiếm giữ cơ thể của Sunmi. Vào thời khắc quan trọng này, Ngộ Không bất ngờ xuất hiện, cho A.S. Chanel một cái đập đầu mạnh. Lúc này trong lòng A.S. Chanel đang rất bất mãn, sau đó Ngộ Không kéo cô sang một bên và ném những bông hồng cô tặng vào thùng rác. Sunmi bối rối hỏi tại sao lại vứt bỏ những bông hoa đẹp như vậy đi, hoa gửi cho công ty bất động sản cũng là anh vứt đi phải không? Đúng, em đẹp như vậy tại sao lại phải ngắm hoa? A.S. Chanel bị thồn một đống cơm chó. Ngộ Không thấy Ma Vương vẫn không có động tĩnh, quyết định đưa A.S. Chanel đến Thủy Liêm Động, rồi Ngộ Không tìm một lý do đưa A.S. Chanel đi. Không lâu sau, Ngưu Ma Vương đến nhà Sunmi, nói với Sunmi đêm nay đừng triệu hồi Tôn Ngộ Không, anh ấy đang giải quyết một chuyện quan trọng. Bên kia Ngộ Không và A.S. Chanel đến Thủy Liêm Động. Ngộ Không hỏi cô ta rốt cuộc muốn làm gì, A.S. Chanel nói với Ngộ Không, tôi muốn trở thành Tam Tạng và biến anh thành của riêng tôi. Ngộ Không đã nói rõ với cô ấy, cô không thể làm chuyện này. Sau đó A.S. Chanel thổi ra bốn cánh hoa hồng, Ngộ Không vô tình bị trúng đòn, tôi có thể điều khiển tâm hồn. Những gì tôi muốn là anh, từ nay về sau mãi mãi ở bên cạnh tôi và bảo vệ tôi, không bao giờ được phép thay lòng. A.S. Chanel ngồi trên đùi Ngộ Không, nói rằng cô ấy đã triệu hồi một con rồng từ 1.000 năm trước, muốn tiến cử một người đàn ông làm vua, nhưng người đàn ông đó đã thất hứa và đính hôn, và phong ấn cô ấy vào ngày cưới. Sau đó cô ta tháo chiếc vòng kim cô trên cổ tay Ngộ Không ra, ngay khi A.S. Chanel đang đắc ý thì Ngộ Không xuất hiện ở phía bên kia. Hóa ra vừa rồi A.S. Chanel đã bị lừa, đó là thuật phân thân được Ngộ Không biến ra từ con gấu bông. Ngộ Không nói với A.S. Chanel đừng tự mình đưa ra quyết định, vì trái tim tôi đã có chủ rồi. A.S. Chanel nói tôi đến đây để thực hiện mong muốn ấp ủ từ lâu của mình về đám cưới đó. Cô đã chọn Ngộ Không làm nửa kia của mình. Ngộ Không nói cô muốn thay thế Tam Tạng sao? Và những lời này còn là từ miệng của Yuji, người rất yêu quý Tam Tạng nói ra. Tôi không thể tha thứ cho cô. Nói xong anh liền hành động, anh muốn giam cầm A.S. Chanel ở Thủy Liêm Động mãi mãi. Lúc này A.S. Chanel nói với Ngộ Không, thức ăn cô mang cho Sunmi có vấn đề, nếu Sunmi ăn nó sẽ nguy hiểm. Ngộ Không nghe xong liền vội vàng trở về nhà Sunmi, hóa ra anh đã bị lừa. Sau đó Ngộ Không nói với Ma Vương về mục đích của A.S. Chanel sau khi hồi sinh. Ma Vương nói với Ngộ Không rằng nếu anh đồng ý với yêu cầu của A.S. Chanel, có lẽ có thể cứu được Ngộ Không. Việc thay đổi vận mệnh của vòng kim cô khiến Tam Tạng dễ chết hơn. Ngộ Không nói anh ấy sẽ bảo vệ Sunmi đến cùng, nếu một trong hai phải chết, người đó sẽ là anh ấy. Sau đó Ngộ Không tìm đến Sunmi. Sunmi vì A.S. Chanel yêu Ngộ Không nên rất ghen tị và tức giận với Ngộ Không. Ngộ Không ôm Sunmi và an ủi cô. Sau đó Sunmi đồng ý tổ chức đám cưới cho Ngộ Không và A.S. Chanel, vì bằng cách này Yuji mới có thể quay về. Ngộ Không tò mò về những gì Ma Vương nói với Sunmi. Ma Vương nói rằng, chúng ta giao Tôn Ngộ Không cho cô ta đi. Nhưng tôi vẫn không muốn Tôn Ngộ Không cưới cô ta, đó chỉ là hình thức thôi, trái tim chàng trai ấy vẫn ở bên cô. Chỉ là một đám cưới thôi, không có gì to tát cả, chúng ta vẫn có thể cứu Yuji. Yuji của chúng ta sẽ được tái sinh lần nữa. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Ma Vương đã đả động được Sunmi. Sunmi nói với Ngộ Không, nếu chỉ là hình thức thì hãy tiễn A.S. Chanel đi sau khi hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, em sẽ không bận tâm đâu. Không ngờ rằng Ngộ Không lại cầu hôn Sunmi. Jin Sunmi, hãy ôm anh thật chặt. Điều này khiến Sunmi rất cảm động. Bên kia Kang Dae-sung nhờ người điều tra quan tài, phát hiện ra quan tài được dùng để niêm phong thứ gì đó. Anh không cảm thấy sợ hãi mà còn thấy thú vị. Lúc này A.S. Chanel đã tìm đến Chư Bát Giới, nói cho anh ấy biết thân phận hiện tại của mình, nhưng Bát Giới vẫn cho rằng Yuji vẫn còn sống. Sau đó Bát Giới đặt tay lên đầu A.S. Chanel. Thật bất ngờ A.S. Chanel không hề chống cự, ngược lại có cảm giác rung động. Bát Giới nói với A.S. Chanel, tôi chắc chắn sẽ tìm được người thân của Yuji, thực hiện mong muốn của cô ấy. Lúc này Ngưu Ma Vương đang nhìn người yêu mình từ phía xa, nhưng không thể nhận nhau với cô ấy. Tình yêu đích thực của anh ấy là thần tiên có lòng từ bi, để cứu con mình mà cướp đi linh hồn của con trẻ của loài người. Vì vậy cô bị trời trừng phạt, cô bị bắt phải trải qua 108 kiếp luân hồi đau khổ. Cô ấy đã trải qua 8 kiếp sống và vẫn còn lại 99 kiếp sống nữa. Ma Vương không thể can thiệp vào cuộc sống của cô, nếu không sẽ bị phạt nặng hơn. Mỗi khi Ma Vương nghĩ về tình yêu của mình phải chịu đựng đau khổ ở thế gian, trong lòng liền thấy đau lòng. Trên thế giới thực sự có 80.000 từ, nhưng chữ yêu là đau đớn nhất. Sau đó A.S. Chanel đã tìm đến Ma Vương. Cô nói với Ma Vương rằng cô có cách để giúp Thiết Phiến công chúa, nhưng Ma Vương phải gánh chịu nỗi đau suốt 99 kiếp còn lại. Ma Vương đồng ý không chút do dự. A.S. Chanel yêu cầu Ma Vương chuẩn bị huyết tương Tam Tạng. Cô lấy cớ là dùng huyết tương của Tam Tạng để hoàn thành nghi lễ. Thật ra cô muốn lợi dụng Ma Vương để lấy huyết tương Tam Tạng. Ma Vương đã nghe lời A.S. Chanel, lập tức tìm đến Sunmi và nhờ cô giúp đỡ. A.S. Chanel đã nói với Ma Vương, cô ấy sẽ thu thập hào quang của các vì sao. Khi đó năng lượng tà ác của các vì sao sẽ phóng ra như những mũi tên, Ma Vương cần phải chịu đựng những tà linh đó bằng thân xác của mình và kêu Sunmi nhỏ huyết tương và lư hương. Cô lập tức cắt ngón tay của mình, trộn huyết tương của mình với huyết tương của Sunmi. Ngộ Không đã đến kịp lúc, ngăn chặn máu của A.S. Chanel rơi vào lư hương. Hóa ra cách đây không lâu Ngộ Tĩnh đã điều tra A.S. Chanel, phát hiện ra rằng A.S. Chanel có thể chuyển giao linh hồn, chỉ cần trộn máu với nhau là có thể làm được.
Anh ấy đã nói với Ngộ Không về chuyện đó. Ngộ Không xuất hiện đúng lúc, đập tan âm mưu của A.S. Chanel, sau đó đuổi cô ta đi và ngăn cô ta lấy đi lư hương vì đã có máu của Tam Tạng trong đó rồi. Ngộ Không nói với Ma Vương, Tam Tạng cũng có thể hoàn thành nghi lễ, họ tìm đến Boji. Boji chỉ cho Sunmi cách sử dụng lư hương, Sunmi điều khiển lư hương và các vì sao trên bầu trời, năng lượng tà ác của các vì sao lao về phía Ma Vương như hàng ngàn mũi tên. Ma Vương dũng cảm không ngại khó khăn, nỗi đau ngàn năm của em, anh sẽ chịu đựng nó. Ma Vương bất tỉnh và ngất đi, Ngộ Không đánh thức Ma Vương. Ma Vương tỉnh dậy và thấy mình bị mù, chất độc cũng đã xâm chiếm cơ thể, bên kia A.S. Chanel đang tìm đến Đông Tướng Quân. Cô nhờ anh ta trộm lư hương, bởi vì 1000 năm trước, A.S. Chanel đã giúp đỡ Đông Tướng Quân. Đông Tướng Quân không còn cách nào khác đành phải đồng ý, rồi Đông Tướng Quân tới nhà Ma Vương và đã thành công trộm được lư hương, A.S. Chanel nhỏ máu của cô ấy vào lư hương. Trộn với máu của Tam Tạng, bằng cách này cô sẽ dần dần trao đổi linh hồn với Sunmi. Ngày hôm sau trong khi mọi người đang ăn sáng cùng nhau, Ngộ Không bất ngờ tuyên bố quyết định kết hôn. Mọi người đều cho rằng Ngộ Không đã đồng ý tổ chức đám cưới với A.S. Chanel, nhưng Ngộ Không nói với mọi người rằng anh ấy sẽ cưới Sunmi. Mọi người đều bị sốc. Buổi tối Sunmi ở nhà đột nhiên cảm thấy đau đầu như búa bổ, lư hương đang hoạt động. Sunmi ngất xỉu trên đường vào phòng ngủ, khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong quan tài. Lúc này A.S. Chanel bất ngờ xuất hiện, cô ta nói với Sunmi rằng đây là mộng cảnh nơi kết nối hai người họ, hai linh hồn đang trao đổi. A.S. Chanel muốn đi vào thực tại và nhập vào cơ thể của Sunmi, và linh hồn của Sunmi sẽ luôn ở lại đây. Ngay khi Sunmi chuẩn bị triệu hồi Ngộ Không, A.S. Chanel đã ngắt lời cô ấy. Cô ta nói với Sunmi về số phận giữa cô và Ngộ Không, cho dù Sunmi có trở lại cơ thể của mình thì trong tương lai nếu không chết trong tay Ngộ Không thì sẽ giết chết Ngộ Không. Bởi vì Ngộ Không đeo một chiếc vòng kim cô, không thể ra tay với Sunmi, vậy nên Ngộ Không sẽ rơi vào tay Sunmi. Sunmi nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây, Ngộ Không có nói rằng nếu được chết trong tay em tôi cũng không có gì để hối hận. Trái tim của Sunmi đã rung động, sau đó A.S. Chanel nói, cách để thoát khỏi số phận của vòng kim cô chỉ có để cô ngủ ở đây. Và kêu Sunmi đưa ra lựa chọn, hiện tại nếu triệu hồi Ngộ Không, sau khi rời khỏi đây, anh ấy sẽ chết. Hai cô sẽ biến mất ở nơi này mãi mãi. Mặt khác, Ma Vương và đồng bọn phát hiện ra lư hương đã biến mất. Ngộ Không chợt nhận ra Sunmi đang gặp nguy hiểm. Anh đến nhà Sunmi và thấy Sunmi ngất xỉu. Anh tự hỏi tại sao cô ấy không triệu hồi anh. Và lúc này Sunmi đã có sự lựa chọn của riêng mình. Vì Ngộ Không cô phải ở lại đây mãi mãi. Liệu Ngộ Không có thể cứu được Sunmi không? Kế hoạch của A.S. Chanel có thể hoàn thành được không? A.S. Chanel nhìn chiếc quan tài đã đóng kín, tự nhủ cô sẽ ngủ ở đây mãi mãi. Và tôi sẽ tái sinh trong cơ thể cô. Sau đó Sunmi tỉnh dậy, A.S. Chanel chiếm hữu thành công cơ thể của Sunmi. Cô bước ra khỏi phòng, phát hiện ra Ngộ Không đang đợi cô. Cô chủ động ôm Ngộ Không, dáng vẻ rất tự hào. Thực ra Ngộ Không đã biết Sunmi đã bị A.S. Chanel chiếm hữu để không đánh rắn động cỏ, khiến A.S. Chanel trốn thoát với cơ thể của Sunmi. Anh chỉ có thể giả vờ như không biết. Đêm đến A.S. Chanel muốn gạo nấu thành cơm với Ngộ Không, cô luôn quyến rũ Ngộ Không. Trong lòng Ngộ Không cảm thấy rất bất lực, liền tìm cớ và bỏ chạy. Ngày hôm sau mọi người đến nhà Ma Vương bàn về đám cưới của Ngộ Không và Sunmi. Khi A.S. Chanel đang nói chuyện với Ma Vương, nào ngờ cô lại để lộ sơ hở. Vậy là Ngộ Không và A.S. Chanel đã có một cuộc đấu. Anh hỏi cô Sunmi đang ở đâu. A.S. Chanel nói với Ngộ Không rằng Sunmi đã chết. Điều này khiến Ngộ Không rất tức giận. Muốn diệt trừ A.S. Chanel, Ma Vương đã ngăn được Ngộ Không, nói với Ngộ Không rằng anh ấy có thể cảm nhận được Tam Tạng trong cơ thể mình, chứng tỏ Sunmi vẫn còn sống. Lúc này A.S. Chanel đã đập vỡ một ly rượu, dùng mảnh kính vỡ uy hiếp bản thân, đe dọa Ngộ Không phải nghe theo lời cô, nếu không cơ thể của Sunmi sẽ bị phá hủy. Ngộ Không bất lực chỉ đành đầu hàng cô ấy. Sau khi A.S. Chanel rời đi, Ma Vương bảo Ngộ Không hãy nhanh đi tìm Đông Tướng Quân, chỉ khi tìm được anh ta, chúng ta mới có thể biết được tung tích của Sunmi. Bên kia Đông Tướng Quân đang canh giữ lư hương, Hạ Tiên Nữ đã cố gắng hết sức để kiểm soát cơ thể này, nhưng cô đã bị Đông Tướng Quân trấn áp. Hóa ra hai anh em có chung một cơ thể. Hạ Tiên Nữ đã cố gắng thuyết phục anh trai mình đừng làm những chuyện ngu ngốc. Lúc này Ngộ Không đưa Bát Giới tới quán bar của Hạ Tiên Nữ, anh định triệu hồi Hạ Tiên Nữ tới đó. Hạ Tiên Nữ nghe thấy tiếng triệu hồi của Ngộ Không, linh hồn liền trốn khỏi cơ thể của Đông Tướng Quân. Điều này khiến Đông Tướng Quân rất lo lắng. Hóa ra nếu linh hồn của Hạ Tiên Nữ thoát ra từ thân thể của Đông Tướng Quân thì không lâu sau cô sẽ biến mất. Hạ Tiên Nữ tới quán bar đưa Ngộ Không đi tìm Đông Tướng Quân. Ngộ Không rất tức giận. Đúng lúc hai người chuẩn bị đánh nhau, Hạ Tiên Nữ xuất hiện và ngăn cản họ. Cuối cùng cô cầu xin Ngộ Không, tôn Ngộ Không đại nhân, xin hãy tha thứ cho chúng tôi, dùng tính mạng của tôi chắc có thể thay anh ấy đền tội. Hạ Tiên Nữ tan biến trong làn khói xanh. Lúc này Đông Tướng Quân cũng tỉnh táo lại, mắt của Ma Vương cũng đã hồi phục. Hóa ra Hạ Tiên Nữ đã dùng sức lực cuối cùng trước khi biến mất loại bỏ linh hồn tà ác khỏi cơ thể Ma Vương. Đông Tướng Quân nói cho Ngộ Không và Ma Vương biết cách để đi vào mộng cảnh trong lư hương, rồi dập tắt lư hương để cắt đứt mộng cảnh của hai người họ. Ma Vương bước vào mộng cảnh của A.S. Chanel, muốn giam cô ấy ở đây mãi mãi. A.S. Chanel tìm cách tự bảo vệ mình, nói rằng đứa con do thiết phiến công chúa sinh ra có thể vẫn chưa chết, thế nên Ma Vương đã để cô ấy đi. A.S. Chanel tỉnh dậy trong cơ thể của Yuji, Bát Giới đưa A.S. Chanel ra ngoài và kêu cô ấy trốn cho kỹ, đừng để Ngộ Không bắt được.
Sau đó A.S. Chanel đến nhà Kang Dae-sung. Kang Dae-sung nói anh đang đợi cô. Bên kia Ngộ Không cũng bước vào mộng cảnh của Sunmi. Sunmi nhìn thấy Ngộ Không, cô nói không muốn ra ngoài vì chiếc chuông đen nên cô sợ mình sẽ làm tổn thương Ngộ Không. Cuối cùng Ngộ Không đã lay động Sunmi bằng sự chân thành của mình. Sunmi cũng trở về cơ thể của mình và tỉnh dậy, nhìn Ngộ Không vẫn đang ngủ bên cạnh. Cô quyết định tháo chiếc vòng kim cô của Ngộ Không ra. Cô muốn kết thúc mối tình này, chúng ta bị mắc kẹt bởi chiếc vòng kim cô, nếu thực sự phải chết. Vậy thì em lại phải rời xa anh rồi Tôn Ngộ Không. Lúc này Ngộ Không chợt tỉnh dậy, ngăn cản Sunmi tháo chiếc vòng kim cô. Ngộ Không an ủi cô nói mình sẽ không chết đâu, kêu Sunmi đừng quá nặng nề. Ngộ Tĩnh đang trên đường đi giao đồ ăn cho Ngộ Không thì phát hiện có một con cò trắng bay đến Thủy Liêm Động. Ngộ Tĩnh đã nói với Ngộ Không về chuyện này, Ngộ Không cảm thấy con cò bay đến chỗ mình nhất định phải có nguyên nhân, sau đó Ngộ Không tìm con cò. Con cò nói với Ngộ Không, mình là người bảo vệ Tam Tạng trước đó, ác quỷ tối thượng tạo ra vô số tội ác trên thế giới sắp xuất hiện. Tam Tạng sẽ dùng chính thân mình gánh chịu và Ngộ Không sẽ sử dụng thanh kiếm trời ban diệt trừ Tam Tạng và ác quỷ để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt và thanh kiếm đâm Tam Tạng sắp xuất hiện. Lúc đó Ngộ Không mới hiểu, số phận giữa anh và Sunmi đã được định sẵn. Bên kia Kang Dae-sung hỏi A.S. Chanel có khả năng gọi rồng lập vua không? Thì ra Kang Dae-sung muốn làm vua, A.S. Chanel nói với Kang Dae-sung để thực hiện mong muốn của mình. Anh phải có được sức mạnh của một người, người đó là Sunmi. A.S. Chanel đưa Kang Dae-sung đến gặp Sunmi, ngay khi Sunmi và Kang Dae-sung đi ngang qua nhau. Sunmi lại chứng kiến cảnh thế giới sụp đổ lần nữa, lúc này trên bầu trời cũng xuất hiện hiện tượng lạ, Sunmi muốn bước ra để tìm hiểu. Nhưng bị chặn lại bởi Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, ngày hôm sau chủ cửa hàng tạp hóa đã tìm đến Boji, trao cho anh ấy thanh kiếm trời ban. Lúc này Ngộ Không bất ngờ xuất hiện và giật lấy thanh kiếm, Ngộ Không về Thủy Liêm Động và giấu thanh kiếm đi, anh mong thanh kiếm này sẽ biến mất mãi mãi, Boji nói chuyện với chủ cửa hàng tạp hóa. Nếu Ngộ Không không sử dụng thanh kiếm đó và vẫn muốn bảo vệ Tam Tạng, anh ấy cần phải đánh cược mạng sống của mình. Sau đó Ngộ Không tìm Ngộ Tĩnh, anh ấy muốn xuất hiện trước công chúng như một con người, điều này sẽ dẫn dụ ác quỷ hung dữ nhất. Sau đó Ngộ Tĩnh đã tổ chức một cuộc họp báo, giao công ty của mình cho Ngộ Không, truyền thông bắt đầu dồn dập đưa tin về tài phiệt trẻ tuổi này. Lúc này Kang Dae-sung cũng chú ý đến Ngộ Không. Vì muốn tham gia chính trị, anh ta cần một lượng lớn hỗ trợ về tài chính, thế nên anh quyết định chiến thắng Ngộ Không. Bên kia Ma Vương tìm đến Boji và hỏi tung tích về con mình, vì A.S. Chanel nói con anh ấy vẫn còn sống, điều này khiến Ma Vương luôn bận tâm, Boji vẫn từ chối nói ra. Khiến cho Ma Vương rất tức giận, muốn giết Boji ngay khi Ma Vương ra tay. Thư ký bất ngờ chạy tới ngăn Ma Vương lại, sau đó thư ký ngã xuống đất. Ma Vương thấy mình lỡ tay giết chết thư ký, liền quỳ xuống đất và khóc lớn, tôi phải giết anh. Boji nói rằng con trai của Ma Vương vẫn còn sống. Sau khi nghe được câu trả lời, Ma Vương thấy vô cùng hài lòng. Anh đứng dậy và bảo thư ký của mình không cần giả chết nữa, hóa ra hai người họ đang diễn kịch để lừa Boji. Buổi tối tại một bữa tiệc cốc tài, Ngộ Không và Kang Dae-sung gặp nhau. Ngộ Không xác nhận Kang Dae-sung chính là người anh đang tìm kiếm, bởi vì ở đây anh là anh chàng xấu xa nhất. Lúc này Ngộ Không cuối cùng cũng hiểu ra, Ngộ Không biết Tam Tạng cần phải đối phó với loại ác quỷ nào, hóa ra đó là một con hắc long, người được hắc long chọn là Kang Dae-sung. Anh ấy đã nói với Ma Vương về chuyện này, Ngộ Không dự định tận dụng thời điểm hắc long được triệu hồi để tiêu diệt nó. Ma Vương nói với Ngộ Không sức mạnh của hắc long vô cùng mạnh mẽ, anh lo lắng Ngộ Không sẽ rơi vào tay hắn, tốt hơn hết là nên sử dụng Tam Tạng để hắc long chiếm hữu cô ấy. Sau đó sử dụng thanh kiếm trời ban để trừ khử Tam Tạng và Hắc Long, dù sao thì số phận của Tam Tạng đã được định đoạt rồi. Ngộ Không nói với Ma Vương, anh không muốn Sunmi biết chuyện này. Anh quyết định một mình đối mặt với Hắc Long. Ma Vương hỏi Ngộ Không có phải là vì vòng kim cô không, bản thân Ngộ Không biết rõ. Ngay cả khi không có vòng kim cô, tình yêu của anh dành cho Sunmi vẫn sẽ tồn tại. Anh không muốn cô ấy bị tổn thương chút nào. Bên này chủ của cửa hàng tạp hóa đến tìm Sunmi. Sunmi hỏi bà ấy tôi có thể giúp gì cho Ngộ Không. Chủ cửa hàng tạp hóa nói với Sunmi cô phải từ bỏ những thứ quý giá nhất của mình. Sau đó Sunmi đi tìm Ngộ Không, kể cho anh ấy nghe về cuộc gặp với chủ cửa hàng tạp hóa. Cô cảm thấy thứ quý giá nhất mà mình có được chính là tình yêu dành cho Ngộ Không. Cô quyết định từ bỏ mọi tình cảm của mình dành cho Ngộ Không để hoàn thành sứ mệnh của mình. Cô muốn chia sẻ gánh nặng với Ngộ Không. Ngộ Không nghe xong liền đi tới cửa hàng tạp hóa, yêu cầu chủ cửa hàng tạp hóa để Sunmi yên, anh sẵn sàng hy sinh vì Sunmi. Chủ cửa hàng tạp hóa nói với Ngộ Không, tất cả mọi chuyện đòi hỏi Sunmi phải đưa ra lựa chọn của riêng mình. Và Ngộ Không đã có thể tháo chiếc vòng kim cô ra rồi, bởi vì lúc này Ngộ Không không còn cho rằng tình yêu của chiếc vòng kim cô là một sự ràng buộc. Sau đó Ngộ Không đi tìm Sunmi. Nhìn Sunmi đang ngồi một mình trên ban công, anh từ từ tháo chiếc vòng kim cô ra, anh muốn xác nhận lòng mình. Cho dù Ngộ Không có tháo chiếc vòng kim cô ra, thì anh vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp của Sunmi. Ngộ Không trở về nhà, Ma Vương phát hiện chiếc vòng kim cô đã bị Ngộ Không tháo ra. Anh tò mò hỏi Ngộ Không liệu có thấy thay đổi gì không. Ngộ Không nói với Ma Vương, tình yêu dành cho Sunmi không biến mất chỉ vì chiếc vòng kim cô bị tháo ra. Nói xong anh liền đeo chiếc vòng kim cô lại. Ma Vương rất bối rối không hiểu tại sao Ngộ Không lại làm như vậy. Tam Tạng luôn muốn biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy là thật hay giả. Cô ấy chắc chắn sẽ rất vui nếu biết được sự thật. Ngộ Không nói bây giờ anh không muốn Sunmi biết sự thật.
Nếu tôi không thể quay về, hãy để tình yêu này cùng biến mất. Nếu tôi có thể quay về an toàn. Lúc đó tôi sẽ bước đến trước mặt Sunmi, tự mình tháo vòng kim cô ra để chứng minh tình cảm của mình. Bên kia Chư Bát Giới nhìn chiếc bật lửa trong tay. Đây là chiếc bật lửa đặc biệt anh ấy vừa mua ở cửa hàng tạp hóa. Anh định dùng thứ này để thiêu A.S. Chanel, bởi vì cách đây không lâu anh đã phát hiện ra kẻ soát hẹo Yuji chính là Kang Dae-sung. Nhưng bây giờ A.S. Chanel muốn giúp anh ta, điều này khiến Bát Giới rất tức giận. Lúc này A.S. Chanel đến gặp Bát Giới, trái tim cô cũng dần dần yêu Bát Giới. Không ngờ khi Bát Giới nhìn thấy cô liền phát hiện ra cô đã thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày. A.S. Chanel tìm thấy chiếc bật lửa anh mang theo bên mình, cô tra hỏi Bát Giới. Có phải anh mang nó theo để thiêu đốt em không? Bát Giới yêu cầu A.S. Chanel ra khỏi cơ thể của Yuji và nói rằng A.S. Chanel là ác quỷ. A.S. Chanel giận dữ ném chiếc bật lửa xuống đất, không ngờ Chư Bát Giới lại bị dính lửa, rồi cô ta thờ ơ bỏ đi. Lúc này Ngọc Long cũng đến đó, thấy Bát Giới bị lửa khống chế. Anh đã cảnh báo Ngọc Long không được đến gần anh ấy, tuyệt đối không để liên lụy đến cô. Cả hai đều không có khả năng dập tắt lửa, anh kêu Ngọc Long đi tìm Ma Vương. Ngọc Long nói với Bát Giới rằng trước khi Ma Vương đến, chắc chắn anh sẽ bị thiêu rụi, vì vậy Ngọc Long đã đưa ra quyết định, mặc dù năng lực của em rất yếu, nhưng em đến từ xứ sở nước, em sẽ dập tắt ngọn lửa này vì anh. Mặc cho Bát Giới hết lòng ngăn cản, Ngọc Long vẫn không đổi ý, cuối cùng cô đã dùng mạng sống của mình để cứu Bát Giới. Bát Giới chỉ có thể bất lực nhìn Ngọc Long tan biến từ bỏ cõi đời này. Hai người này hiện đang thực hiện nghi lễ triệu hồi Hắc Long, ở phía trước bọn họ đặt lần lượt là hòn đá bóng tối, chuông hỗn loạn và thanh kiếm hủy diệt. A.S. Chanel sử dụng sức mạnh của mình để đánh thức con Hắc Long. Ngay khi lễ triệu hồi sắp hoàn thành, Sunmi và Đông Tướng Quân bất ngờ xuất hiện. Họ muốn dừng việc này lại. Bên kia Ngộ Không bị Boji và các vị thần gài bẫy bằng tấm chắn mặt trời. Ngộ Không cảm thấy Hắc Long sắp được tái thế, nhìn vẻ mặt tự tin của Boji, anh hiểu rằng họ có ý định sử dụng tam tạng để ngăn chặn thảm họa này. Ngộ Không lúc này vô cùng lo lắng, nhưng anh không thể xuyên thủng lớp phòng thủ của lá chắn dẫn đường. Hóa ra cách đây không lâu Đông Tướng Quân đưa Sunmi đến chỗ Boji. Sunmi nhờ Boji cố gắng gài bẫy Ngộ Không, cô dự định hoàn thành sứ mệnh của Tam Tạng. Sau đó Sunmi và Đông Tướng Quân đã đi tìm A.S. Chanel. Đông Tướng Quân ngăn cản nghi thức triệu hồi của A.S. Chanel. Sau khi thấy vậy A.S. Chanel đã bỏ chạy. Đông Tướng Quân đuổi theo cô. Lúc này trên tế đàn chỉ còn lại Sunmi và Kang Dae-sung. Sunmi nhặt thanh kiếm hủy diệt thế giới lên, dự định đưa Hắc Long vào cơ thể mình, sau đó tiêu diệt nó. Kang Dae-sung tiến lên cướp lấy, trong lúc cấp bách đã dùng kiếm đâm Sunmi. Huyết tương của cô đã nhỏ xuống dòng suối, Hắc Long đã được tam tạng đánh thức hoàn toàn, nó ra khỏi suối và bay lên trời, rồi gầm lên dữ dội. Lúc này Ngộ Không cảm thấy Sunmi đang gặp nguy hiểm. Anh sử dụng sức mạnh của vị thần tối thượng để xuyên thủng tấm lá chắn, đi đến tế đàn, anh đẩy lùi Hắc Long bằng chính sức mạnh của mình, rồi ôm lấy Sunmi đang bất tỉnh về Thủy Liêm Động. Khi họ đến Thủy Liêm Động, Ngộ Không đã đánh thức Sunmi. Sunmi cảm thấy con Hắc Long vẫn chưa bị loại bỏ, cô mong Ngộ Không sẽ vì cô mà chấm dứt tất cả chuyện này, cô cảm thấy sau khi mình chết đi, vòng kim cô sẽ biến mất, như vậy Ngộ Không sẽ không còn tình cảm với cô ấy nữa. Nói xong cô hoàn toàn mất đi ý thức, cô không biết rằng Ngộ Không đã có thể tháo chiếc vòng kim cô ra. Và anh vẫn yêu cô sâu đậm. Ngộ Không ôm lấy thi thể của Sunmi và đau buồn, anh quyết thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Sunmi. Ngộ Không lại trở lại tế đàn, bắt đầu trận chiến kịch liệt với Hắc Long, cuối cùng với sự trợ giúp từ sức mạnh của chiếc vòng kim cô, anh đã đánh bại Hắc Long. Ngộ Không mệt mỏi nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời ngày càng trong xanh. Jin Sunmi, thế giới vẫn như xưa, nhưng em không còn ở trên thế giới này nữa. Sau đó Ngộ Không ngất đi, mọi thứ đã trở lại bình yên. Một vài ngày sau, Ngộ Không tỉnh dậy nhưng ở trong Thủy Liêm Động cả ngày không chịu ra ngoài. Hóa ra trong giây phút cuối cùng trong trận chiến với con Hắc Long ngày hôm đó, chiếc vòng kim cô đã bảo vệ trái tim Ngộ Không và cứu mạng anh, nhưng anh đã mất hết ký ức. Boji quyết định tạm thời triệu hồi Sunmi từ âm giới về, nhờ cô ấy giúp lấy lại trí nhớ của Ngộ Không. Sunmi đến Thủy Liêm Động gặp Ngộ Không và đưa Ngộ Không đến nơi họ thường đi ăn, giúp Ngộ Không nhớ lại những điều nhỏ nhặt nhất. Bên kia Kang Dae-sung đã làm nhiều điều ác, bị thuộc hạ của mình trói vào quan tài và ném xuống biển, có thể coi là ác giả ác báo. Còn A.S. Chanel đi tìm Bát Giới, yêu cầu Bát Giới hỏa thiêu mình. Kể từ sau khi Sunmi chết, cơ thể Yuji vẫn luôn thối rữa, vì vậy cô ấy cũng chấp nhận ra đi. Trước khi rời đi, cô ấy muốn gửi lại lời nhắn của Yuji. Bát Giới à, em yêu anh, dù rất đau khổ, nhưng Bát Giới cũng buộc phải giúp người mình yêu rời khỏi cõi đời này. Han Yu kế thừa chiếc ô của Sunmi, tiếp tục công việc mua lại những ngôi nhà bị ma ám. Ma Vương cũng đã biết con trai mình là ai, dù anh không được phép tiết lộ mọi chuyện, nhưng anh vẫn có thể âm thầm ở bên và bảo vệ cậu bé. Đối với Ma Vương như vậy là quá đủ rồi. Và khi Sunmi đang định rời đi thì Ngộ Không đã nhớ ra mọi chuyện. Anh trao cho Sunmi hỏa nhãn kim tinh của mình và nói với Sunmi, Jin Sunmi, nghe cho kỹ đây, anh sẽ tìm thấy em, dù em ở đâu, dù em trở thành ai. Bây giờ anh có thể nhận ra em rồi. Sau đó Sunmi quay trở lại âm giới. Ngày hôm sau Ma Vương trở về nhà, phát hiện Ngộ Không biến mất, Ngộ Tĩnh thông báo cho Ma Vương, Ngộ Không đi âm giới để đón Sunmi rồi. Ma Vương cười sau khi nghe thấy vậy, còn Ngộ Không đã lên đường đến ma giới để tìm kiếm Sunmi, cho dù cô có ở đâu đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho cô vẫn không thay đổi. Và hành trình đi tới ma giới của Ngộ Không đã kết thúc bộ phim này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.